Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương một vô dụng, tôi đã yên phận buông súng và không muốn can thiệp vấn đề chiến tranh gì đó nữa. Hãy để chỉ huy mời huy vũ. Trên đường phố, một người với quân phục, bên cạnh là người tùy tùng, đang quỳ gối trên mặt đất. Đứng trước mặt anh ta là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ quần áo tà tơi, dáng vẻ tiều tụy trông rất tội nghiệp. Người đàn ông nọ uy long đáp sửng dưng, sắc mặt không chút biến đổi những người đi ngang ngại ngần tránh xa, không dám lại gần. Uy tướng, bây giờ biên giới phía Tây thực sự đang gặp nguy hiểm, Hoài Anh cũng được yêu cầu tập trung để giải quyết các vấn đề này, thiên thành tiếp tục khẩn khoản. Uy Long xua xua tay, bộ dạng ra vẻ rất khó chịu, đừng nói nữa. Tôi còn phải cùng vợ đi dự tiệc, không có thời gian để nói chuyện với anh. Nói xong, Uy Long quay lưng lại rồi bỏ đi mất. Thiên thành như đóng băng tại chỗ, soái tướng thực sự đã kết hôn. Suốt cục, ai lại có thể lọt vào mắt ngài ấy chứ? Ba năm trước, vào thời điểm uy tướng, hộ vệ quân đội quốc gia, phá vỡ giới luật của quân đội, anh đã bất ngờ đánh mất con dấu vàng và bị trục xuất khỏi đơn vị. Do vậy anh phải trở về quê nhà, thành phố Quốc Hòa. Đây là một bí mật còn chưa có lời giải, ngay cả Thiên Thành, người đã đi theo Uy Long trong nhiều năm, cũng không biết được lý do. Tại bữa tiệc gia đình của Chu Gia, tất cả mọi người đang cùng nhau trò chuyện và cười đùa vui vẻ audio điện tử võ tấn bền. Mau lại đây, Lệ Ngọc, anh lấy một cốc cho em. Trần Thiếu, tôi cũng mời cậu một ly, cảm ơn vì đã giúp Lệ Ngọc giành được hợp đồng này. Chu gia có thể được lợi nhuận hơn 10 tỷ từ hợp đồng này. Uống thêm ba cốc nữa nhé. Hôm nay, Chu Lệ Ngọc, với sự giúp đỡ của vị hôn phu là Trần An Khang, đã thành công có được hợp đồng hợp tác với tập đoàn DG. Thật là một chuyện tốt, bởi vậy, họ đã tổ chức một bữa tiệc gia đình để ăn mừng xin lỗi mọi người vì đã làm trì hoãn cuộc vui đã bắt mọi người phải chờ lâu rồi lúc này uy long bước vào xin lỗi những tiếng cười bỗng dừng lại đột ngột mọi người nhìn nhau hầu như tất cả đều có chung một câu hỏi chúng ta đâu có chờ đợi anh ta uy long đã trở thành một thành viên của chu gia ba năm nay không ai ngờ là anh ta lại tới như thế này không cần phải ra vẻ thân thiết cậu không thấy sao chúng tôi vốn không hề đợi cậu thúy họa mẹ của chu lệ ngọc lạnh lùng nói cậu có thể làm gì để trì hoãn buổi tiệc này cơ chứ làm hỏng cái xe cà tàng của cậu à chu hoàng lâm anh trai của chu lệ ngọc cười nói uy long cảm thấy có chút xấu hổ lúc nãy anh chỉ muốn tỏ ra lịch sự nói xin chào không hề nghĩ điều này sẽ gây ra sự chế diễu anh từ lâu đã quen với cảnh bị châm biếm này anh không muốn giải thích thêm nữa ngồi im lặng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp người phụ nữ hấp dẫn này là chu nhược mai vợ anh Chu Nhược Mai chính là người phụ nữ đẹp nhất thành phố Quốc Hòa, nữ thần trong trái tim của vô số đàn ông. Ba năm trước, không rõ Chu Lão ra suy nghĩ thế nào, lại gả cháu gái yêu quý của mình, Chu Nhược Mai, cho Huy Long một người vừa giải ngũ và để Huy Long gia nhập Chu gia. Người đẹp nhất thành phố Quốc Hòa lại kết hôn với một kẻ nghèo khó, việc này quả thực đã trở thành trò cười khi đó. Chú ý cái miệng của anh, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, lo mà ăn cho xong đi. Chu Nhược Mai thì thầm một cách lạnh lùng hiểu rồi uy long bắt đầu im lặng ăn nốt phần của mình chợt nhớ lại việc thiên thành đề nghị mình quay lại đơn vị trong lòng anh bỗng cảm thấy thật nặng nề sự xuất hiện của uy long cũng chẳng có gì quan trọng những người có mặt ở đó coi anh như không khí họ tiếp tục nhảy và cười nói có thể thiết lập mối quan hệ với tập đoàn dg chu gia chúng tôi là một trong những người may mắn nhất đây chỉ mới là khởi đầu chu lão thái thái nói cùng với một nụ cười vâng con rể của tôi rất giỏi ký được hợp đồng rất nhanh. Không giống như con rể của ai đó, chỉ biết ăn tạp và chờ chết. Chu Hữu Lộc liếc nhìn Huy Long đang cúi đầu ăn. Ông là con trai thứ hai của bà Chu, là cha của Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm. Ông và Chu Hòa, cha của Chu Nhược Mai, có mối quan hệ không tốt. Tất nhiên, ông ta sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy để chế giễu gia đình Chu Hòa. Hiển nhiên là Chu Nhược Mai và cha cô Chu Hòa Tô Ánh Tuyết mẹ của Nhược Mai cảm thấy xấu hổ khi nghe Chu Hữu Lộc nói điều này. Kia bố, sao bố lại đi so sánh anh Trần với một người như thế làm gì? Chu Lệ Ngọc cũng như anh trai và cha mình đã nhân cơ hội này để chế diễu Uy Long. An Khang được giáo dục trong một gia đình bề thế, cậu ấy là rồng trong loài người, không phải ai cũng có thể so sánh. Không như cái thùng gạo chỉ biết ăn cả ngày lẫn đêm, Chu Gia cũng sẽ sớm bị hắn ăn hết mất thôi trần an khang khẽ mỉm cười và nói em có nền tảng tốt không như một số người sinh ra trong nghèo khó và chẳng có mấy bữa được ăn ngon cứ để cho anh ta ăn nhiều một chút vẫn tốt hơn là nuôi một con chó anh ta không thể làm hại gì chu ra đâu họ trần kia từ lâu đã không ưa gì uy long một kẻ vô dụng như vậy lại có thể kết hôn với hoa khôi đúng là đĩa đeo chân hạt trong mắt anh ta vẻ ngoài và khí chất của chu đại tiểu thư đều lần át chu lệ ngọc nếu không phải vì Uy Long kết hôn với Chu Nhược Mai, thì làm sao anh có thể hạ mình kết hôn với Chu Lệ Ngọc, người kém cỏi Nhược Mai ở mọi mặt. Người xưa đã nói, anh hùng không có người vợ tốt, và kẻ vô dụng sẽ cưới một nhánh hoa. Câu này thực sự có vẻ đúng. Vâng, em thích chó. Mặc dù em đã có một con Alasaka, em không ngại nuôi thêm một con nữa đâu. Chu Lệ Ngọc cười khẩy. Chấm. Trước sự chế nhạo của mọi người, Uy Long đột nhiên trở thành mục tiêu công kích. Chu Nhược Mai thấy chồng mình bị làm khó, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên, thực sự cảm thấy xấu hổ. Chế nhạo uy long cũng giống như chế nhạo cô, kể cả bố mẹ cô cũng đang bị đem ra sỉ nhục. Lúc này, Chu Nhược Mai càng nhớ ông của mình. Ba năm trước, khi uy long trở về sau khi bị trục xuất khỏi quân ngũ, anh ta không có gì trong tay. Ông của Nhược Mai dù biết vậy vẫn đề nghị Uy Long làm rể và buộc anh cưới cháu gái mình. Vào thời điểm đó, Uy Long nghèo đến mức không có đủ tiền để chi trả cho đám cưới. Điều khiến cô khó hiểu nhất là ông nội liên tục nói với cô trước khi chết rằng cô không nên coi thường Uy Long. Ông cũng nói rằng đến một lúc, cô sẽ hiểu được ý tốt của ông. Tuy nhiên, đã ba năm kể từ khi kết hôn, Uy Long vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn y hệt như hồi mới gặp. Uy Long này, ngoài việc dung mạo có phần tuấn tú đẹp trai, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Đẹp trai thì có ích gì? đẹp trai thì có thể mài ra ăn được sao? Cô càng nghi ngờ việc ông cô đã yêu cầu cô kết hôn với Uy Long là vì ông không tỉnh táo. Cô có thể để cho tôi có một bữa ăn yên tĩnh không? Vì cô đã ký được hợp đồng với tập đoàn DG nên cô nghĩ mình có quyền tự mãn hay sao? Cô không thể tử tế hơn một chút à? Uy Long cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, gần giọng nói một cách khinh bỉ. Chỉ cần bây giờ Thiên Thành đến mời anh ra khỏi đây, anh sẽ chẳng bận tâm gì khác mà bỏ đi ngay lập tức nhưng rốt cuộc suy nghĩ đó cũng chỉ tự khiến tâm trí anh dậy sóng tâm trí đầy những ngựa vàng và sắt những người lính ở chiến trường hàng triệu xác chết và hàng ngàn dặm máu tươi những người này cứ cãi nhau làm gián đoạn suy nghĩ của uy long và anh thực sự khó chịu ngay khi những lời của uy long thốt ra tất cả mọi người im lặng không ai nghĩ rằng một kẻ vô dụng chưa bao giờ dám hó hé một lời mà hôm nay lại dám lên tiếng lại là lời nói thiếu suy nghĩ đến vậy cậu đang nói gì vậy? Dám mắng chúng tôi sao? Bà Chu gần như phun ra lời nói. Có lẽ anh không biết tập đoàn đi vì vậy mới nói như thế. Nói cho cậu biết, giá trị thị trường của tập đoàn DG là hơn 10.000 tỷ đồng, là doanh nghiệp mạnh nhất ở thành phố Quốc Hòa. Bất kỳ gia đình nào cũng có thể lên đến đỉnh cao nếu họ có thể có một mối quan hệ dù là nhỏ với tập đoàn DG. Có bao nhiêu gia đình phải cúi đầu trước tập đoàn DG, bởi vì đó là hoàng đế của khu thương mại toàn tỉnh này bà nói làm gì với thứ phế vật này nó còn chưa bao giờ nhìn ra thế giới xung quanh bà mong đợi nó có thể hiểu được thương trường sao đối mặt với những chỉ trích uy long không muốn tranh luận một khi anh trở về đơn vị đại long đừng nói một tập đoàn đi di bé nhỏ ngay cả toàn thành phố quốc hòa cũng phải run sợ dưới chân anh đúng lúc này một người đàn ông to lớn mặc quân phục cùng sát khí như muốn giết người đột nhiên xông vào những người có mặt ngoại trừ uy long ai cũng bị sốc người đàn ông to lớn này chính là thiên thành người đã cầu xin uy long trở lại quân đội uy tướng mọi người cần ngài kẻ thù kia đang cận kề biên giới lâm nguy chỉ huy đã hứa miễn là anh trở về bất kể điều kiện là gì cũng được đáp ứng xin hãy quay lại khi thiên thành đi vào anh ta quỳ xuống trước mặt uy long cầu xin một cách lo lắng nhìn thấy cảnh này mọi người đều xứng sờ và không thể tin vào mắt mình long quốc vĩ đại có rất nhiều tài năng chẳng lẽ không có ai ở bên kia có thể phá tan kẻ thù ngoại trừ uy long này ư ừ. chương hai diễn thật tốt thiên thành nghe uy long hỏi câu này đột nhiên đổ mồ hôi nếu có ai khác có thể phá vỡ cục diện ở biên giới chỉ huy đã không cần anh ta hàng ngàn dặm xa xôi đến đây để mời anh quay lại rồi nhưng những lời này anh không dám nói ra uy tướng như một vị thần anh là quân hồn và chỉ có anh mới đủ sức chiến đấu chống lại kẻ thù không ai có thể sánh được chỉ cần anh quay về kẻ thù sẽ không dám tấn công, Thiên Thành nói mà nghe như sấm rền, lớn đến điếc tai. Khi mọi người nghe Thiên Thành nói điều này, họ như chết lặng và không thể tin vào tai mình. Anh ra ngoài trước, để tôi suy nghĩ lại, chúng ta nói chuyện này sau. Uy Long thấy rằng có rất nhiều người ở đây, không tiện để nói về vấn đề này, vì vậy bảo Thiên Thành quay về trước. Uy tướng, anh là người rất quan trọng và đế chế Đại Long không thể thiếu anh. Thiên Thành dường như thấy Uy Long đang ngần ngại, anh tiếp tục thuyết phục trước khi bị huy long từ chối như khi ở trên đường thiên thành lập tức đưa ra một đề nghị đó là với bất kể điều kiện nào anh ta đều có thể hứa anh ta sẽ làm bằng mọi giá thay vào đó thiên thành muốn huy long trở về cùng mình thiên thành lo lắng đến toát mồ hôi lạnh khi biết huy long đến chu gia anh đã đuổi theo đến tận đây tuy nhiên bây giờ có vẻ như huy long vẫn không chịu quay lại đơn vị làm sao anh không lo lắng cho được đủ rồi anh phiền phức quá đấy hãy nói việc này sau anh không hiểu sao ra ngoài đi uy long hơi tức giận không nên nói những điều bí mật trước mặt quá nhiều người vâng thiên thành cũng không dám nói thêm nữa ngay lập tức rời đi như một cơn gió anh ta đến vội vàng đi cũng vội vàng một khoảng im lặng đến rợn người bao trùm xung quanh mọi người có mặt đều sững sờ mãi một lúc sau họ mới hồi phục sau sự kinh ngạc đó bốp 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 một tràng pháo tay vang lên tiếng vỗ tay vang lên Uy Long đã nhận vô số lần, nhưng đó là lần đầu tiên ở nhà Chu, điều này khiến anh không vui vẻ chút nào mà thậm chí cảm thấy không thoải mái. Mọi người không cần phải làm ầm lên như vậy, tôi đã không còn là chiến thần." Uy Long chậm rãi nói khi ngồi xuống ghế. Uy Long trong lòng chán ghét Thiên Thành, anh ta là kẻ xỉa sói anh nhiều nhất, cách đây 3 năm anh đạt được nhiều chiến tích, nhưng anh ta đột nhiên bị đuổi nên cũng không muốn trở lại, không phải vì anh ở rể, mà vì một lý do khác mà anh ta không thể nói. Tuy nhiên, khi anh trở về thành phố Quốc Hòa, cha của Chu Hòa, Chu Văn Đức, muốn anh vào nhà họ Chu, anh đã đồng ý không chút do dự. Không phải vì anh tham lam sự giàu kia, mà vì anh ta muốn trả ơn cho Chu Nhược Mai và ông Chu. Anh sẽ không bao giờ quên cái đêm trời đổ mưa như chút nước hơn 10 năm trước. Đêm đó, mẹ con anh đang trốn dưới cầu vượt, mẹ anh bị sốt cao như sắp chết, uy long không có tiền, chỉ có thể chạy ra đường xin đi nhờ xe anh cần tiền để đưa mẹ đến bệnh viện, vậy là anh cứ đứng mãi ở dưới mưa liên tục cầu xin, không ai thông cảm và không ai giúp đỡ hai mẹ con. Khi Uy Long đang cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất, một chiếc xe dừng lại, ngay chỗ hai mẹ con. Một cô gái bước xuống từ chiếc xe với một cái ô, hỏi thăm về tình hình sức khỏe mẹ anh, sau đó yêu cầu ông của cô ấy đưa bà đến bệnh viện. Ông của cô không chỉ đồng ý, mà còn khen ngợi cô. Cô bé đáng yêu thiện lương này chính là Chu Nhược Mai. Đêm đó, hai ông cháu Chu Nhược Mai không chỉ đưa mẹ của Uy Long đến bệnh viện mà còn chi trả tất cả chi phí y tế, còn cho anh một khoản tiền để chăm sóc mẹ. Đối với hai ông cháu Chu gia, đó chẳng qua chỉ là sự giúp đỡ nhỏ nhoi mà họ vốn vẫn làm thường ngày, nhưng đối với Uy Long và mẹ anh, đó là một món quà vô giá, ơn cứu mạng khó lòng trả hết. Ơn nhỏ còn khó trả, huống chi là đại ân cứu mạng. Ơn cứu mạng nặng tựa Thái Sơn, cũng chính đêm đó, khi vẫn còn là một đứa trẻ anh đã phải lòng chu đại tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên, đem lòng thương mến cô gái xinh đẹp và thiện lương này. Nhưng anh biết rằng điều kiện của anh quá thấp, chẳng thể nào với tới cô ấy, và anh cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Sau đó, Uy Long tham gia quân ngũ và đạt được những thành tựu to lớn. Khi ấy, anh còn được mệnh danh là đại hộ tướng của đơn vị đại Long Vĩ Đại tạo ra một huyền thoại quân sự. Đến 4 năm trước, có một cuộc khủng hoảng lớn trong nhà họ Chu. Vào thời điểm đó, Huy Long giống như mặt trời trong đêm đông. Một câu nói của anh ấy đã giúp gia đình Chu vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên, chỉ có ông Chu biết điều này. Ông cũng tin rằng Huy Long sẽ giúp đỡ gia đình ông vì ân tình xưa. Khi Huy Long bị đuổi trở về quê, làm một kẻ không quyền thế, không có công việc, ông Chu kiên quyết giao cháu gái yêu quý nhất của mình là Nhược Mai cho Huy Long. Vì ông hiểu rõ, ông thấy một người như Huy Long sẽ không là vật trong ao. Chu Nhược Mai và Huy Long đã gặp lại nhau sau rất nhiều năm trôi qua nhưng cô không thể nhận ra Uy Long. Cô không biết rằng chồng mình chính là cậu bé mà cô đã giúp đỡ năm nào. Chu Nhược Mai vốn tốt bụng, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều người và Uy Long chỉ là một trong số họ. Chính Uy Long cũng đã không nói với Chu Nhược Mai về điều đó. Sau khi anh vào nhà Chu, anh tỏ ra thờ ơ, xa lạ, không phải vì anh không muốn cho cô ấy biết, mà vì anh khinh thường phải làm việc đó. Anh không muốn cô phải vì một chút tình cảm nhạt nhòa trước kia mà miễn cưỡng đối xử tốt với anh uy long cũng không hề muốn làm việc ở chu gia làm thế nào một người sông pha chiến trận như anh lại đi làm những việc tầm thường như những người bình thường uy tướng người từng chỉ huy hàng ngàn quân sẽ trở thành nhân viên bảo vệ hay người gác cổng ư so với mấy việc đó anh cảm thấy việc ở nhà và chăm sóc chu nhược mai có ý nghĩa hơn đồng thời anh cũng đang chờ cơ hội để trở lại khi uy long còn đang rơi vào ký ức một giọng nói vang lên diễn tốt tôi sẽ cho anh điểm xuất sắc luôn Nghe tiếng vỗ tay này, anh xứng đáng với nó. Uy Long như đóng băng tại chỗ mất một lúc, chuyện gì đang xảy ra thế này? Hích, tôi nhịn cười sắp bị nội thương rồi. Ha ha, Chu Hoàng Lâm không thể ngậm được miệng mà cười như nắc nẻ. Ha ha, uy tướng, vũ khí hạng nặng của đất nước, Đại Long không thể tồn tại mà không có anh. Nghe như trong phim ấy, tôi suýt nữa đã tin nếu tôi không biết anh là một kẻ vô dụng đê tiện. Trần An Khang không thể nhịn cười. Uy Long, diễn xuất của anh tốt lắm thật đáng tiếc khi anh không trở thành diễn viên gã đàn ông to lớn còn diễn tốt hơn ấy chứ cậu đã chi bao nhiêu tiền cho nó đến cả bộ đồ anh ta mặc cũng rất giống thật cậu mua nó ở đâu thế đến một công việc đàng hoàng còn không có còn giả vờ là một chiến thần đẹp trai trời ơi ai đó giúp tôi ngừng cười được không không ai tin những gì thiên thành và uy long vừa nói là sự thật bởi vì quá cường điệu Tất cả họ đều cảm thấy rằng do Uy Long đã phải chịu những tiếng cười lú bịch suốt những năm qua, vì vậy anh ta đã cố tình mời một người đàn ông đến diễn như trong một chương trình và muốn mọi người nhìn anh ta với ánh mắt khác. Kết quả sẽ chỉ phản tác dụng và sẽ chỉ khiến họ coi thường anh ta hơn nữa. Uy Long, tôi hỏi anh, có phải anh muốn tôi tức chết thì anh mới vui không? Nếu tôi chết, mà với cái đàn này thì chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi. Thì ai sẽ giúp đỡ anh trong tương lai? Vào lúc này. Chu Nhược Mai không thể chịu đựng thêm được nữa. Vừa nãy khi thấy Uy Long và Thiên Thành hành động rất thật, suýt nữa cô đã nghĩ rằng là thật, nhưng sau khi nghe mọi người nói chỉ là một vở kịch, cô như bừng tỉnh sau một giấc mơ, hóa ra Uy Long vì muốn lấy lại danh dự cho bản thân mà đã diễn vở kịch giả dối này. Điều này khiến cô càng thất vọng hơn với Uy Long, ngay cả khi cô biết được sự thật, cô vẫn muốn giả vờ tin tưởng anh ta. Nhưng anh ta chỉ đơn thuần là lừa gạt cô mà thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, Uy Long chỉ im lặng, anh không thể giải thích, nhưng không ai tin có lẽ lại tốt hơn, anh vẫn sợ rằng ai đó sẽ biết thân phận của mình. Vì vậy, anh cũng thuận nước đẩy thuyền và nói, tôi chỉ muốn thêm một chút niềm vui cho mọi người ở đây thôi. Vô lý, thật là ngang ngược, lần tới sẽ không có người lạ nào được vào đây nữa. Nếu bọn họ ăn cắp đồ trong nhà thì sao? Chu gia của chúng ta, không phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi. Uy Long cười thầm trong lòng nếu anh cho họ biết danh tính thật của Thiên Thành, toàn bộ trên dưới nhà họ Chu sẽ sốc mà nhập viện hết mất. Đừng nhìn Thiên Thành khi anh ấy quỳ trước Huy Long, anh ta là cánh tay trái của chỉ huy đơn vị Đại Long đơn vị quân đội mạnh nhất đất nước. Chỉ là cấp độ của Huy Long cao hơn so với Thiên Thành, vì vậy anh ta mới phải cầu xin sự giúp đỡ. Xin lỗi, để tôi cười lâu hơn một chút, ha ha. Ha ha, tôi sắp cười đến chết luôn rồi. Huy Long, anh nên đổi họ của mình thành Huy nói dóc, nó sẽ phù hợp hơn với anh đấy ha ha mọi người tiếp tục cười lớn cứ mỗi khi ăn là lại bị chế giễu uy long không còn tâm trạng để ăn thế là anh im lặng đứng dậy bỏ đi tuy nhiên một sự cố đã xảy ra ngay lúc ấy khi uy long quay lại anh không biết con chó sục Yorkshire của chu lệ ngọc đang ở dưới chân mình anh vô tình giẫm phải con chó cưng này Yorkshire bị uy long giẫm phải ngay lập tức kêu giống lên Chu lệ Ngọc tức giận phừng phừng khi thấy con chó của mình bị trà đạp, đồ chuột bọ hạ đẳng, anh có bị mù không hả? Anh cố tình dẫm lên chó của tôi để nó chết phải không? Anh cố tình làm thế để chọc tức tôi chứ gì? Chu lệ Ngọc mắng tới tấp trong khi đập chén cơm về phía Huy Long. Huy Long nghe thấy tiếng gió sau lưng, theo phản xạ quay ngay lại và đấm ra. Bốp, chén cơm bị đập vỡ, cơm trong bát văng ra. Huy Long không ngờ rằng chỉ vì mình lỡ dẫm lên một con chó mà chu lệ ngọc ném cái chén về phía anh có thật là anh đang ở trong chu gia nhưng thậm chí không bằng một con chó uy long có thể chịu đựng như mọi lần nhưng có một điểm mấu chốt lần này anh thực sự rất tức giận đột nhiên một ánh nhìn chết người đột nhiên lóe lên trong đôi mắt của uy long nhìn chằm chằm vào chu lệ ngọc một cách lạnh lùng rất nhiều người vẫn đang cười vì diễn xuất của uy long vừa nãy bỗng nhiên im bặt đôi mắt của uy long lúc này bỗng trở nên băng giá sắc lạnh và đầy sát khí. Không ai nhìn thấy ánh mắt này mà không kinh sợ, và mọi người đều dùng mình, bất giác rụt cổ. Không ai có thể nghĩ rằng người con rể suốt ba năm thờ ơ cam chịu này sẽ đột nhiên nổi giận. Họ thậm chí còn nhìn thấy cảnh hàng ngàn binh lính và máu chảy ra từ đôi mắt của Uy Long. Trương Ba lại bị khiêu khích. Uy Long, anh định làm gì? Anh có ổn không vậy? Chu Nhược Mai thấy Uy Long như sắp giết người, vội vã tiến tới để kéo anh ta đi. Thấy Chu Nhược Mai đến gần, cái nhìn đầy sát khí của Uy Long biến mất. Trong Chu gia, chỉ có Chu Nhược Mai mới có thể làm anh nguôi giận. Hơn nữa, bây giờ anh chỉ là một thường dân, không thể giết người ở nơi công cộng, vả lại, nói gì thì nói, Chu Lệ Ngọc vẫn là em họ của Nhược Mai. Anh không muốn cô phải đau lòng, càng không muốn cô vì thế mà ghét anh, ghê sợ anh. Nếu là lúc trước, nếu có ai đó sẽ dám xúc phạm anh như thế này, hắn nhất định đã chết. Kể cả khi Uy Long không bắn những người lính của anh cũng sẽ xé xác cô ta ra bởi vì xúc phạm uy tướng là xúc phạm chiến thần lúc này chu nhược mai lại hét vào mặt chu lệ ngọc lệ ngọc cô cũng thật quá đáng uy long dẫu sao vẫn là anh rể cô cô còn định đánh anh rể bằng bát nữa thấy chu lệ ngọc đỏng đảnh không nói không rằng mà bỏ đi chu nhược mai thực sự không thể chịu đựng được mặc dù nhược mai không thích uy long cô ấy cũng không thể không giáo dục em họ mặc dù đây là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, nhưng Huy Long đã theo cô ba năm, giặt giũ và nấu ăn, chăm sóc và làm tất cả việc nhà. Cho dù là nuôi một chú chó trong ba năm, bạn cũng sẽ có tình cảm với nó, nói chi đến người. Ngay cả khi đây không phải là tình yêu, vẫn có những cảm xúc khác. Lúc này, Chu Lệ Ngọc đã hồi phục sau nỗi kinh sợ. Thấy rằng Huy Long không còn muốn giết người nữa, cô cũng bất sợ hãi hơn. Lúc đó chắc chỉ là ảo ảnh thoáng qua thôi làm sao hắn ta dám tấn công mình chứ? Đập vỡ một cái bát chỉ với một nắm đấm không là gì với một người từng nhập ngũ. Chị thấy rồi đó, chồng chị đã đạp con chó của tôi, anh ta đáng bị trừng phạt, nếu không anh ta vẫn sẽ còn tỏ thái. Độ như vậy đấy, Chu Lệ Ngọc nói một cách bực dọc và sất sược. Cô bị lấn át bởi hào quang của Chu Nhược Mai từ khi còn nhỏ và Nhược Mai lại luôn được ông nội yêu mến hơn cả, vì vậy cô luôn ghen tị và căm ghét người chị gái này. Mãi đến 3 năm trước, Chu Nhược Mai phải kết hôn với Uy Long, một kẻ nghèo khó và vô dụng, ông của cô khi ấy cũng đã qua đời, vị thế của Chu Nhược Mai trong gia đình giảm mạnh và lệ ngọc thì có cơ hội để giành lấy hào quang. Còn phải xem chủ sở hữu của nó là ai nữa, kể cả Uy Long là một con chó thì cũng là chó của tôi. Không đến lượt cô dạy bảo, Chu Nhược Mai nói, Uy Long ngạc nhiên nhìn Chu Nhược Mai, đây là lần đầu tiên sau 3 năm cô đứng về phía anh. Mặc dù lời lẽ không dễ chịu gì lắm, uy long đã rất cảm động ôi nhìn chủ nhân của con chó kìa còn phải xem địa vị của chủ nó là gì có đáng để ra mặt hay không chứ chu lệ ngọc vì vừa ký được hợp đồng béo bở đã không thèm đặt chu nhược mai vào mắt cô chu nhược mai tức giận khuôn mặt đỏ lên được rồi chỉ là vô ý dẫm phải nó sẽ không chết đâu hai người không cần phải làm tổn thương nhau như thế ngồi xuống và ăn tiếp đi bà chu thấy hai chị em tranh chấp bèn lên tiếng giải quyết chu nhược mai thấy bà có phần nuông chiều chu lệ ngọc thái quá bất bình trào nước mắt ra thấy chu nhược mai khóc lệ ngọc trong lòng hả hê lắm nhưng uy long khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt đẹp của chu nhược mai trái tim anh đột nhiên thất lại trong ba năm qua cũng chỉ vì anh mà cô đã rất nhiều lần phải tức giận phải chịu thiệt thòi uy long cậu hãy thu dọn chỗ bát vỡ và nhặt cơm trên sàn đi đừng làm bẩn sàn nhà bà chu nói lại bà ơi việc này cứ để người làm trong nhà làm cũng được mà tại sao bà lại bắt uy long làm nhược mai nói với vẻ không hài lòng mà rõ ràng đây là do chu lệ ngọc gây ra tại sao bà lại bắt chồng cô dọn dẹp với bà thì uy long không khác gì người làm của cái nhà này dù sao cậu ta cũng chẳng biết làm gì khác tại sao cậu ta không thể dọn bà chu nói nhược mai cô cứ tiếp tục ăn tôi sẽ dọn sạch nó Uy Long đã chịu đựng rất nhiều năm và không quan tâm lắm đến vấn đề nhỏ này. Hôm nay, chiến thần Bình Dương đã bị chó bắt nạt, nhưng một ngày anh ta sẽ trở lại núi, lúc đó nhất định sẽ khiến các người hối hận suốt đời. Ngay khi Uy Long chuẩn bị dọn cơm vương vãi trên mặt đất, Chu Nhược Mai đột nhiên hét lên, Uy Long. Anh có thể mạnh mẽ lên một chút không? Anh có thể cho tôi một chút thể diện không? Uy Long xứng người một lúc, khi thấy những giọt nước mắt của Chu Nhược Mai đã tuôn rơi trên má, anh ta quay mặt lại và nói dĩ nhiên có thể vậy thì vẫn rất vô dụng tôi đã chịu đựng quá đủ suốt mấy năm qua rồi tôi không muốn chịu thêm nữa từ giờ trở đi tôi không muốn bị ai cười nhạo nữa tôi muốn anh sống với nhân phẩm như một người đàn ông nói xong chu nhược mai nắm lấy tay uy long và kéo anh ta đi được rồi suốt ba năm qua cuối cùng tôi cũng có thể đợi đến ngày em nắm lấy tay tôi và trao cho tôi cả thế giới từ giờ trở đi Tôi sẽ khiến tất cả mọi người phải cúi đầu trước em." Uy Long tự hứa trong lòng với Chu Nhược Mai, Nhược Mai sững sờ một lúc và thấy Uy Long lúc này giống như một con hổ đã ngủ nhiều năm đột nhiên tỉnh dậy. Toàn bộ con người như được tái sinh, tuy nhiên, trong mắt gia đình họ Chu, Uy Long vẫn luôn là một kẻ dư thừa, họ nghĩ rằng anh ta lại giả vờ. Ngay khi Uy Long chuẩn bị rời đi cùng Chu Nhược Mai, Chu Lệ Ngọc đột nhiên lại nói, "Này chị, đừng vội đi." Còn có một điều khác mà em quên nói với chị. Cô còn gì để nói nữa, nhanh lên." Chu Nhược Mai giận dữ nói. "Vào ngày 26 tháng này, An Khang và em sẽ tổ chức đám cưới. Em nhớ khi chị và Uy Long kết hôn cách đây 3 năm đã không có đám cưới nào và chu gia chúng ta đã bị đàm tiếu rất nhiều." Chu Lệ Ngọc nói, "Việc cô kết hôn thì có liên quan gì đến tôi không?" Chu Nhược Mai tức giận nói, "Nếu em nhớ chính xác, ngày 26 tháng này sẽ là kỷ niệm ngày cưới của chị." đến lúc đó an khang và em cũng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng và lần này bọn em sẽ khiến mọi người không thể cười nhạo chu gia nếu không thì những người khác đều nghĩ rằng chu gia của chúng ta quá nghèo để tổ chức đám cưới mất khuôn mặt của chu nhược mai bỗng trở nên nhăn nhó xấu xí chu lệ ngọc này biết rằng cô chưa tổ chức đám cưới lại còn cố tình chọn tổ chức đám cưới vào ngày kỷ niệm ngày cưới của cô thật xấu xa thật đáng tiếc khi một người phụ nữ xinh đẹp thế kia lại chưa bao giờ được mặc váy cưới và trở thành cô dâu một lần trong đời. Vì vậy, em muốn chị trở thành phù dâu của em. Làm phù dâu có thể bù đắp một số hối tiếc, chị nhất định phải làm phù dâu của em đấy. Chu Lệ Ngọc vừa nói vừa nhìn Chu Nhược Mai với đôi mắt tinh quái. Trong lòng Nhược Mai dường như sắp nổ tung, còn muốn cô phải trở thành phù dâu ư, kẻ làm em kia rõ ràng muốn cô phải tự dước lấy nhục. Chu Nhược Mai đã không tổ chức đám cưới khi cô ấy kết hôn cách đây 3 năm. Đó là vì cô ấy không tán thành cuộc hôn nhân này. Cô cảm thấy xấu hổ khi phải kết hôn với một người như Huy Long. Vì vậy cô càng không muốn phải xấu hổ trong đám cưới nào nữa. Còn nếu như Nhược Mai thực sự muốn kết hôn, ngay cả khi Huy Long không thể trả nổi một xu, cô ấy có thể tự lo tất cả chi phí. Cuối cùng, cô cũng không có cơ hội được mặc váy cưới một lần trong đòi. Đó thực sự là hối tiếc lớn nhất trong lòng cô nhưng nhược mai không muốn trở thành phù dâu của kẻ khác. Lúc này, Uy Long đột nhiên nói rất dõng giạc, chị gái cô đã kết hôn với tôi và không thích hợp làm phù dâu. Hơn nữa, vào ngày 26 tháng này, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chị cô và tôi, tôi sẽ cùng cô ấy tổ chức lễ cưới. Một buổi lễ được tổ chức ở Quốc Hòa. Khi những lời của Uy Long vừa dứt, cả gia đình Chu đều choáng váng và im lặng. Sau đó, uy long lại nói đám cưới của chúng tôi có lẽ sẽ lớn gấp trăm lần đám cưới của cô đến lúc đó cô ấy sẽ trở thành cô dâu hấp dẫn nhất ở quốc hòa vì vậy cô ấy không có thời gian làm phù dâu cho cô đâu thay mặt vợ tôi xin lỗi cô tôi sẽ bù đắp cho cô ấy cô không phải lo lắng về điều đó từ lúc chu nhược mai nắm lấy tay anh anh đã đưa ra một quyết định quan trọng trong trái tim của mình chiến thần tái xuất trong ba năm qua anh đã phải rời xa bình dương mang gánh nặng nhục nhã mà đến anh cũng chán ngấy. Giờ đây, gió đang nổi lên ở phía tây, đó là thời điểm tốt nhất để hồ quay trở lại núi, rồng lại bay lên mây và đông sơn lại trỗi dậy. Những chiếc vảy vàng sẽ ẩn nấp trong nước hồ và vùng lên biến thành rồng khi gặp bão. Chương 4 lúng túng. Một lúc sau, mọi người đã định thần lại, rồi phá lên cười. Lại cho hề gì nữa đây? Một mình anh ta mà đòi tổ chức đám cưới? Cha tôi có cảm giác trong đám cưới của anh ta sẽ thịt một con bò rất to tôi sợ đến lẻ cả lưỡi đây này thứ nghèo rất thậm chí không thể mua được nhẫn cưới lại dám nói rằng sẽ tổ chức đám cưới lớn hơn của chúng ta gấp trăm lần hãy nhìn xem nhược mai đã kết hôn lâu tới vậy nhưng cô ta thậm chí không có nhẫn cưới để đeo rồi cô cũng sẽ trở thành một cô dâu chỉ cần cô ly dị tên vô dụng này và kết hôn với người khác cô xinh đẹp như vậy nhất định sẽ có cơ hội nếu không Cô chỉ có thể chờ đến hết cuộc đời. Nhân tiện, Phan Thiên, cậu chủ của tôi, đã thích cô Nhược Mai đây từ lâu. Nếu cô thực sự muốn trở thành cô dâu, cô có thể ly dị hắn ta và tái hôn với cậu Phan. Nghe thấy nụ cười khinh bỉ của mọi người, khuôn mặt của Chu Nhược Mai đỏ lên rồi chuyển sang trắng bệch và cô chỉ muốn xé miệng uy long. Anh nói sằng bậy cái gì vậy? Mới khi nãy anh còn gọi ai đó đến để diễn kịch, bây giờ anh lại định diễn trò nữ ư? ngay cả kẻ điên cũng nói muốn tổ chức một đám cưới lớn ở quốc hòa. Anh không nghĩ trò đùa này đã quá đủ với tôi rồi hà? Tôi đã nói với anh là phải mạnh mẽ hơn, không bảo anh là phải khoe khoang hay nói dóc như thế. Bây giờ anh lại dám bịa đặt ra một chuyện như vậy, lưới của anh cũng nhanh thật đấy, sao anh không để cho tôi có lấy một đường lui nào vậy? Cứ phải để cho tôi cảm thấy nhục nhã, anh mới cảm thấy hạnh phúc à? Chu Nhược Mai nói như sắp nổ tung nhưng uy long chỉ nhìn cô một cách chiều mến và nói nhược mai hãy tin tôi đi nếu tôi đã dám nói điều đó tôi chắc chắn sẽ làm được từ hôm nay tôi sẽ không để cô phải đau buồn không để cho cô phải khóc thêm nữa chu nhược mai ngạc nhiên nhìn anh với đôi mắt long lanh mở lớn lần đầu tiên nghe anh ta nói mà cô choáng váng như vậy trước đây cô chưa từng thấy uy long tự tin đến thế đặc biệt đôi mắt anh kiên quyết đến nỗi khiến cô cảm thấy như đó là ánh mắt của quỷ thần được thôi tôi sẽ tin anh lần này. Chu Nhược Mai có phần bối rối trước đôi mắt của Uy Long. Ồ hay lắm, như vậy là có một chương trình hay để xem rồi. Ngày 26, anh đón chị gái tôi từ đây để xem ai có. Đám cưới lớn hơn, hãy để nó trở thành sự kiện long trọng nhất quốc hòa. Chu Lệ Ngọc đề nghị, không vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ đón chị gái của cô với sự long trọng nhất thể có, Uy Long nói. Được rồi, đừng đến mà không nói lời nào đấy chu lệ ngọc chợt tưởng tượng ra viễn cảnh rằng vào ngày cưới của mình chu nhược mai và uy long sẽ tới trong trang phục cái bang với khuôn mặt xám ngoét và không thể nhịn cười uy long vậy nếu cậu không thể làm điều đó thì sao nói thế nào chúng tôi cũng không thể để con cháu mình chịu nhục nhã được bà chu hỏi không phải bà luôn muốn tôi ly dị nhược mai sao nếu tôi không làm được tôi sẽ ly dị cô ấy và rời khỏi chu gia ngay lập tức uy long nói được lắm rất tốt đây là cậu nói đấy nhé rất nhiều người đang có mặt tại đây lúc ấy đừng có hối hận bà chu vốn muốn chu nhược mai và uy long ly dị sớm sau đó sẽ yêu cầu cô tái hôn với phan gia hãy yên tâm vì tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu uy long nói nhược mai cháu có quyết định rời đi với tên vô dụng này không bà chu hỏi lại vâng chu nhược mai dù đang trong cơn thịnh nộ vẫn trả lời chắc nịch được rồi nếu cháu đã quyết định như vậy từ ngày mai cháu không cần tới công ty của nhà ta làm việc nữa sau khi cháu ly dị cậu ta xong thì hãy quay lại làm việc bà chu lạnh lùng nói khi những lời của bà chu vừa thốt ra một khoảng không tĩnh lặng bao trùm tất cả không ai có thể nghĩ rằng bà ấy đã trục xuất chu nhược mai chính chu nhược mai cũng bị sốc trong vài năm qua mặc dù huy long không có bất kỳ sự hữu dụng nào cho gia đình chu nhược mai cũng đã làm việc chăm chỉ chỉ vì hôm nay cô ấy tỏ ra tức giận và cùng uy long rời đi cô lại bị đuổi khỏi công ty ư tôi hy vọng sau này bà sẽ không hối hận về quyết định này người trong nhà họ chu đừng đến để yêu cầu tôi và nhược mai giúp đỡ làm điều gì đó uy long lạnh lùng nói chu ra chúng tôi mà phải đi cầu xin cậu ư đúng là thùng rỗng kêu to không biết lượng sức bà chu khinh bỉ nói bà lo lắng chu nhược mai sẽ sử dụng tiền của công ty để tổ chức đám cưới với uy long vì vậy cô bị đuổi khỏi công ty để đề phòng và tất cả cống hiến của cô đã bị phủi bỏ một cách trắng trợn uy long anh có thể nghĩ ra trò nào vui hơn nữa không tôi nghĩ hôm nay anh đã uống nhầm thuốc đừng có mơ chỉ có con chó mới đi cầu xin nhà anh chu hoàng lâm nói phải đó nếu có chót mơ thì thức dậy nhanh lên loại người như anh thì có gì để xin ngay cả con chó cũng chẳng cần anh nên quay về sớm để uống thuốc đi chu lệ ngọc nói thấy chu nhược mai bị trục xuất khỏi công ty Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm là những kẻ vui mừng nhất. Bây giờ Nhược Mai đã bị đuổi đi, cô ấy đã trở nên thấp kém hơn hai người họ. Từ lâu họ đã luôn muốn đuổi Chu Nhược Mai ra khỏi công ty và Chu ra. Không ngờ mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy. Nhược Mai, đi thôi. Uy Long quay đi, phất lờ những người này và kéo Chu Nhược Mai bước ra ngoài mà không ngoảnh lại. Bỏ đi, điều tệ hại nhất trong cuộc đời cậu ta là vô dụng và thích khoe khoang. Có tiếng bà Chu nói lớn đằng sau, cố tình để họ nghe được. Bên ngoài sân nhà họ Chu, Chu Nhược Mai như vừa bước ra từ một giấc mơ. Uy Long, nếu anh muốn ly dị tôi, thì cứ nói thẳng. Tại sao anh cứ làm tôi xấu hổ với những chuyện vô nghĩa này? Chu Nhược Mai giận dữ nói. Uy Long đột nhiên xứng người, tôi muốn ly hôn với em lúc nào. Nếu anh không muốn ly dị tôi, tại sao anh lại đặt cược với bà tôi? Chu Nhược Mai sững lại. Mà khoan, anh đang xưng hô thế nào với tôi vậy hả? bởi vì tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ không thua uy long đáp với vẻ mặt thản nhiên cho đến lúc này anh vẫn giả vờ với tôi làm gì tôi vẫn còn một số tiền gửi tiết kiệm có thể lấy ra cho đám cưới của chúng ta tôi không muốn xấu hổ nữa hãy dùng nó đi không cần tôi có cách riêng của mình anh chu nhược mai phải giả vờ tin tưởng uy long nhưng cô tức giận đến nỗi không còn chút hy vọng gì cho anh ta nữa chẳng sao dù sao tôi cũng đã mất mặt suốt 3 năm qua, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Có mất mặt thêm một lần nữa cũng chẳng quan trọng. Sau đó, cô mỉm cười buồn bã nói, dẫu sao cũng là một chuyện tốt khi có thể ly dị anh sau sự việc mất mặt này. Chúng ta sẽ sớm được ly hôn thôi. Uy Long ướt đẫm mồ hôi đến nỗi anh không muốn giải thích quá nhiều, tôi có thể mượn điện thoại di động của cô để gọi một lúc không? Anh không có điện thoại di động à? Chu Nhược Mai không hài lòng nói, tôi, tôi sắp hết tiền điện thoại rồi. Uy Long lúng túng nói, ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Chu Nhược Mai tức giận đến không nói nên lời, người mà thậm chí không thể tự trả tiền điện thoại, lại dám khoe khoang nói sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng ở Quốc Hoa. Nhược Mai không nói không rằng, lặng lẽ đưa điện thoại cho Uy Long một cách giận dữ. Uy Long cầm lấy chiếc di động, đi đến một góc, rồi bấm số điện thoại của Thiên Thành. Thiên Thành đã đi theo Uy Long trong nhiều năm và từng là thân cận đắc lực của anh. Uy Long chắc chắn vẫn nhớ số điện thoại của anh ta. Thiên Thành nghĩ rằng Uy Long không dám ra ngoài sau khi bị Chu Gia làm khó. Lúc này, anh ta đang suy nghĩ để tìm cách tiếp cận lần nữa, nhưng điện thoại đột nhiên reo, Thiên Thành nhìn thấy một số lạ và trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, xin chào, ai vậy? Uy Long, giọng của Uy Long phát ra từ điện thoại. Không cần nói cũng biết Thiên Thành đã bị kích động đến cỡ nào. Anh ta lập tức đứng phát dậy, uy tướng, xin hãy ra lệnh, Trương Nam đồng ý. Hãy đến số 56 phố Vũ Đông, rồi ta sẽ nói chuyện." Uy Long nói rất ngắn gọn. "Được, tôi sẽ đến ngay lập tức." Thiên Thành phấn khích đến nỗi nhất thời không thể nhớ ra việc anh ấy có đi ra ngoài được hay không. Sau khi Uy Long cúp điện thoại, anh xóa lịch sử cuộc gọi, rồi trả lại điện thoại cho Chu Nhược Mai và yêu cầu cô về nhà trước. Kể từ sau cái chết của Chu lão ra, địa vị của Chu Nhược Mai trong Chu gia ngày càng thấp hơn. Cô luôn bị chế giễu và mỉa mai trong gia đình, vì vậy, cô đã mua một ngôi nhà ở bên ngoài để sống cùng Uy Long. Sau khi Chu Nhược Mai lái chiếc Audi của mình đi, Uy Long đi chiếc xe đạp điện nhỏ của mình đến phố Vũ Đông cách đó không xa và đợi Thiên Thành. Chưa đầy 10 phút, Thiên Thành đã lái một chiếc xe Jeep đến phố Vũ Đông. Uy Long lên xe và mở cửa để nhìn trực tiếp ra ngoài, nói tôi sẽ trở về đơn vị, nhưng anh phải hứa với tôi ba điều kiện. Thiên Thành ngay lập tức lên tiếng, "Uy tướng chỉ cần anh đồng ý quay về, đừng nói ba điều kiện, kể cả 300 điều kiện, tôi cũng có thể đồng ý. Chỉ Huy nói, miễn là anh đồng ý quay về, bất kể điều kiện nào cũng có thể hứa với anh. Uy Long không muốn nói nhiều với Thiên Thành, anh nói trực tiếp các điều kiện, đầu tiên, tôi muốn anh giúp tôi mua toàn bộ tập đoàn DG. Ngày mai tôi sẽ là chủ tịch của tập đoàn DG, nhưng không được cho ai biết rằng chủ tịch là tôi. Thiên Thành choáng váng và không thể tin vào tai mình, Uy tướng Điều kiện mà anh đề cập chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ừm, điều kiện đầu tiên tương đối đơn giản, Uy Long nói, "Vâng, đây là điều bình thường, tôi không phải báo cáo, tôi có thể tự quyết định và tôi chắc chắn anh sẽ trở thành chủ tịch của tập đoàn đó vào ngày mai." Thiên Thành nói. Những người như Uy Long, người có thành tích lớn trên quy mô thế giới, ngay cả khi anh ta muốn cả thành phố quốc hòa, họ cũng có thể cho anh ta mà không do dự. Thật bất ngờ, anh ta chỉ muốn một tập đoàn nhỏ. Thứ hai, vào ngày 26 tháng này, hãy chuẩn bị cho tôi một đám cưới thật hoành tráng ở thành phố Quốc Hòa. Uy Long bắt đầu đề cập đến điều kiện thứ hai. Thiên Thành sướng sờ một lúc, rồi đầu hơi quay lại, xoáy tướng, không phải anh đã kết hôn sao? Bây giờ anh lại làm đám cưới, anh cưới ai thế? Ba năm trước, khi tôi kết hôn, thật tiếc là tôi đã không tổ chức đám cưới vào lúc đó. Ngày 26 tháng này là kỷ niệm ngày cưới của tôi với cô Chu. Tôi muốn cô ấy thật hạnh phúc vào ngày hôm đó, vì vậy tôi sẽ tổ chức một đám cưới cho cô ấy." Uy Long nói, "Tôi hiểu, vấn đề này nằm trong tầm tay tôi. Đám cưới của Uy tướng, đừng nói đến hoành tráng nhất ở thành phố Quốc Hòa, ngay cả hoành tráng nhất trên thế giới cũng là điều hiển nhiên." Thiên Thành nói, sau khi nói chuyện một lúc, Thiên Thành chợt cảm thấy có gì đó không ổn, Uy tướng, giả vờ thấp kém luôn là phong cách của anh, tại sao lần này lại tỏ ra cao cấp như vậy? Từ khi nào tôi lại phải giải thích với anh lý do vậy? Uy Long hỏi lại, anh ta không muốn nói với Thiên Thành lý do, vì anh ta lo lắng Thiên Thành sẽ hủy hoại Chu Gia trong cơn thịnh nộ khi biết anh bị sỉ nhục tại Chu Gia. Không dám, là do miệng của tôi. Mồ hôi lạnh của Thiên Thành lập tức chảy ra khắp chán và sống lưng. Vẫn còn 7 ngày trước ngày 26, anh cứ từ từ mà làm. Tôi không hỏi về quy trình, chỉ quan tâm kết quả. Nếu trong đám cưới của tôi có chút không thỏa đáng, cũng đừng để tôi phải ra mặt. Uy Long không muốn Chu Nhược Mai bị kích động thêm nữa, vì vậy anh đặc biệt chú ý đến đám cưới, và vì vậy anh phải gây áp lực lên thiên thành. Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị cho anh một lễ cưới tuyệt vời chưa từng có, đảm bảo anh sẽ hài lòng 100%. Thiên Thành nghe Uy Long nói, dĩ nhiên không dám trùng bước. Đám cưới này không thể trần trừ được nữa. Họ cần phải triệu tập nhân lực, động não, lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị nó như chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Ngoài ra, việc chuẩn bị đám cưới phải tiến hành bí mật. Đừng công khai cho đến ngày 26, tôi muốn làm vợ tôi ngạc nhiên. Uy Long nói nhỏ, vâng, tôi sẽ thực hiện đám cưới này như một nhiệm vụ tối mật. Thiên Thành đáp lại răm rắp, đám cưới này sẽ không chỉ làm uy tướng phu nhân ngạc nhiên mà còn gây bất ngờ cho uy tướng. Thiên Thành nhủ thầm, dù sao, cấp trên cũng đã ra lệnh tôi phải sử dụng tất cả năng lực của mình để mời anh trở về, một đám cưới khổng lồ thì cũng chẳng hề gì. Còn nữa, Hiện tại tôi thậm chí không có lấy một chiếc nhẫn cưới. Uy Long có chút lo lắng Thiên Thành sẽ chỉ chú ý đến những vấn đề trọng đại mà không quan tâm đến tiểu tiết, vì vậy anh muốn nhắc nhở. Chuyện này đơn giản thôi, tôi sẽ cho người chuyển một cặp nhẫn đắt tiền từ nước ngoài về. Thiên Thành nói. Được rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo. Sau đám cưới vào ngày 26, tôi sẽ đi phía tây và tiêu diệt tất cả kẻ thù. Uy Long nói, nhưng anh mới chỉ đề cập đến hai điều kiện còn điều kiện thứ ba thì sao thiên thành chợt hỏi tôi vẫn chưa nghĩ đến điều kiện thứ ba tôi cứ giữ nó trước đã sau khi chiến thắng kẻ thù ở phương tây tôi sẽ đề cập đến nó sau uy long đáp được rồi cuối cùng tôi cũng có thể đưa uy tướng xuất sơn trở lại quân đội chuyện này thật sự quá tuyệt vời thiên thành hào hứng nói nhưng soái tướng à tôi luôn có một câu hỏi trong lòng không biết có nên hỏi không anh muốn hỏi gì cứ nói đi uy long nói tại sao khi anh đang rất thành công đang ở đỉnh cao sự nghiệp anh lại đột nhiên từ bỏ áo giáp và trở về quê nhà thiên thành hỏi chuyện này không phải là vấn đề mà những người ở cấp độ anh có thể hiểu được từ sau trở đi tốt nhất anh không nên nhắc đến nữa nếu không muốn bị mất đầu uy long nói với vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ vâng thiên thành sợ hãi đáp lại mồ hôi lại túa ra lạnh ngắt còn nữa danh tính của tôi phải được giữ bí mật tôi không muốn ai biết kể cả vợ tôi trong thời gian ở quốc hòa anh đừng gọi tôi là uy tướng hay soái tướng gì hết uy long nói thế tôi nên gọi anh là gì bây giờ thiên thành ngơ ngác cứ gọi là uy long từ bây giờ mối quan hệ giữa hai chúng ta là đồng chí cũ uy long nói vâng trời ơi anh uy long ôi không thể tin được thiên thành ngay lập tức hãnh diện thật không ngờ rằng anh ta có thể được gọi là anh em với một nhân vật như uy long chợt nhắc thấy uy long đang mặc quần áo kém chất lượng Thiên Thành hỏi lại, can đảm và rụt rè, anh Huy Long, anh đã sống thế nào trong vài năm qua vậy? Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, trong giây lát, Huy Long chỉ muốn bắn cho Thiên Thành vài phát súng ngón tay, đã nói là không được đề cập đến mấy chuyện này nữa rồi, tại sao mới đó mà anh ta đã quên? Thiên Thành thấy sắc mặt của Uy Long trông có vẻ không được hài lòng, vội vàng rút thẻ ngân hàng có in biểu tượng rồng vàng trên đó và đưa nó ra một cách trân trọng. Anh Huy Long, đây là thẻ rồng tối cao được chỉ huy đặc biệt gửi cho anh, xin anh hãy chấp nhận. Tiền mặt, thẻ ngân hàng, tín dụng hay gì cũng được, bất cứ điều gì anh cần. Tất nhiên, Uy Long biết mục đích của thẻ rồng tối cao này và chấp nhận nó. Sáng hôm sau, một tin tức cực nóng hổi được lan truyền ở thành phố Quốc Hòa. Tập đoàn DG, doanh nghiệp lớn nhất tại Quốc Hòa, đã được mua lại bởi một ông chủ bí ẩn với mức giá cao mất tới 100.000 tỷ đồng. Tập đoàn DG đã thay đổi quyền sở hữu, chủ tịch ban đầu tuyên bố rút lui và mọi việc của tập đoàn sẽ được bàn giao lại cho một tài năng trẻ. Tin tức này đã khiến toàn bộ quốc hòa bùng nổ và tất cả các gia tộc lớn đang suy đoán về thân thế của gã khổng lồ kinh doanh này. Khi Uy Long thức dậy, anh nhận được một tin nhắn từ Thiên Thành, nói rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa và yêu cầu anh tiếp quản tập đoàn DG. Chương 6 ông chủ mới. Uy Long không vội vàng đi tiếp quản tập đoàn DG ngay, thay vào đó, anh chuẩn bị bữa sáng và đợi chu nhược mai cùng ăn chu nhược mai không phải đi làm hôm nay và dậy muộn hơn bình thường được rồi bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì cứ ngồi ở nhà ăn cùng nhau như thế này rồi chờ chết cũng được chu nhược mai nói trong bữa sáng từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm lo cho gia đình và em thì chỉ việc phải trở nên thật xinh đẹp và hạnh phúc uy long cười nếu anh có khả năng anh nên tự tìm cách nâng cao giá trị bản thân mình lên tôi không thể sống như anh chỉ có ăn và chờ chết. Tôi sẽ ra ngoài và tìm việc khác trong thời gian chờ đợi ly dị. Chu Nhược Mai nói, em không cần phải đi làm, đừng vội tìm việc, cứ nghỉ ngơi một ngày ở nhà trước. Tôi có chút việc bận, phải ra ngoài một lát, nói xong, Uy Long đi ra ngoài. Khi Uy Long cùng chiếc xe điện nhỏ của anh ta đến trước tòa nhà tập đoàn DG, một chiếc BMW đã tình cờ xuất hiện. Một người đàn ông và một người phụ nữ sang trọng bước ra khỏi xe, đó là Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc. Uy Long, anh đang làm gì ở đây? Chu Lệ ngọc ngạc nhiên. Uy Long không muốn nói chuyện với cô em vợ phiền phức này và chọn cách làm ngơ. Chắc anh định đến đây để tìm việc làm chứ gì? Thật kỳ lạ, một kẻ lười nhác và vô dụng không bao giờ đi làm, nay lại xuất hiện để tìm việc làm cơ đấy. Mặt trời mọc đằng tây à? Chu Lệ ngọc nói lớn và không để Uy Long kịp mở miệng. Chắc hẳn là vì vụ đặt cược với chúng tôi hôm qua nên anh muốn ra ngoài tìm việc làm anh định kiếm tiền cho đám cưới phải không? Trần An Khang nói, tôi thực sự không biết sự tự tin của anh lấy từ đâu ra. Lại dám nói sẽ tổ chức một đám cưới lớn hơn chúng tôi gấp 100 lần. Đúng là hoang đường, nói cho anh biết, chúng tôi đã đặt toàn bộ một tầng của khách sạn New Century, anh định làm gì để qua mặt chúng tôi đây? Chu Lệ Ngọc Vinh mặt ngạo nghễ, có lẽ anh không biết khách sạn New Century sang trọng như thế nào. Vậy để tôi nói cho anh mở mang tầm mắt, ở đất quốc hòa này, ngoài khách sạn Thiên Long nổi tiếng bậc nhất, thì thứ hai chính là New Century. Nếu đám cưới của anh có thể hoành tráng như tôi, tôi sẽ tình nguyện làm gia súc cho nhà anh. Trần An Khang nói kèm theo một nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt. Chúng tôi đã công bố tin tức là anh sẽ chạy đua đám cưới với chúng tôi. Ây ra tôi phải nói đó là tin tức giật. Gần nhất của thành phố lúc này, đầu tiên là sự thay đổi chủ tịch của tập đoàn DG, và thứ hai là tin tức về đám cưới của chúng ta. Bây giờ cả thành phố đều biết cả rồi, tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ đối mặt như thế nào. E là anh có hối cũng không kịp nữa rồi." Chu Lệ Ngọc nói, Uy Long đã rất khó chịu khi thấy cặp đôi xấu xa này đứng khua môi múa mép trước mặt anh, nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn hỏi lại, "Hai người đang làm gì ở đây?" Đối với đám cưới sắp tới, Uy Long đã để Thiên Thành lo liệu toàn bộ, vì vậy anh không lo lắng gì cả. Bây giờ anh đã là chủ tịch của tập đoàn DG anh chỉ muốn biết mục đích của vợ chồng lệ ngọc khi đến đây chúng tôi ở đây tất nhiên có vài việc quan trọng hôm nay dg đã đổi chủ chúng tôi sẽ nhân cơ hội này ký hợp đồng khác với họ anh làm sao mà biết được chú của anh khang là giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn chứ anh ấy được phép quyết định bất kỳ dự án của tập đoàn dg hóa ra là như vậy uy long nghe tới đó mỉm cười nhẹ và đã thầm đưa ra một quyết định trong lòng ai như anh đâu không học được gì chỉ biết ăn trầu ăn trực giờ lại còn dám vác mặt đến đây để tìm việc làm anh chịu khó đi làm một công nhân sẽ tốt hơn đó hãy tự biết thân biết phận đi chu lệ ngọc nói uy long im lặng nhưng không vội vã rời đi anh muốn xem hai vợ chồng kia làm nhục mình tới mức nào rồi sẽ phán quyết những hình phạt tương xứng nếu anh muốn tìm một công việc tốt hơn là quỳ xuống và cầu xin tôi tôi sẽ để chú tôi giúp sắp xếp cho anh một công việc như dọn dẹp bảo vệ hay cọ nhà vệ sinh nói tới đây trần an khang và vợ bật cười ha hả tối hôm qua vì giữ thể diện cho chu gia anh ta đã không dám làm nhục uy long quá nhiều nhưng bây giờ ở đây thì không có gì phải lo lắng hết phải chỉ cần chú anh ấy gật đầu không có vấn đề gì khi sắp xếp thêm một lao công mau quỳ xuống và cầu xin đi chu lệ ngọc nói nếu anh có thể tự đánh vài cái vào đầu tôi sẽ xem xét yêu cầu chú tôi sắp xếp một việc an ninh hay gì đó cho anh dù sao anh cũng đã là một người lính trong vài năm bây giờ trở thành nhân viên bảo vệ thì không phải là vấn đề to tát phải không trần an khang thực sự chỉ muốn làm nhục uy long sau đó quay video lại và đăng lên mạng cho bạn bè cùng xem vậy sao thật đáng tiếc chú của cậu sẽ bị sa thải ngay hôm nay uy long nói bình thản và kết thúc mọi việc bằng cách đi thẳng vào tòa nhà tập đoàn dg trần an khang và chu lệ ngọc như bị đóng băng tại chỗ ngây người, người trong giây lát An Khang đã định thần lại và hỏi, tên phế vật đó vừa mới nói gì vậy? Hắn nói hôm nay chú anh sẽ bị sa thải. Chu Lệ Ngọc nói, vớ vẩn, dám nguyền rủa chú anh bị sa thải, buông ra Lệ Ngọc, để anh đập hắn một trận như tử. Trần An Khang tức giận phừng phừng chỉ muốn chạy tới túm cổ đánh nhau với Uy Long. Chu Lệ Ngọc giữ lấy anh ta và nói, đây là tập đoàn DG. Hãy chú ý đến thể diện của anh, cứ để hắn đi, sau này anh thiếu gì cơ hội làm nhục hắn cơ chứ. Trần An Khang nghe vậy, dần bình tĩnh lại. Sau đó, vợ chồng Trần Gia cũng bước vào tập đoàn DG để tìm chú Trần Túc Bình, giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn. Văn phòng chủ tịch của tập đoàn DG nằm trên tầng cao nhất và Uy Long đi thang máy trực tiếp để lên tầng trên cùng. Khi cửa thang máy mở ra, Uy Long liền trông thấy một người phụ nữ có khí chất thanh lịch, làn da trắng sứ, dáng vóc cao giáo và thon thả, dáng vẻ xinh đẹp đứng ngoài thang máy chờ đợi. Người phụ nữ này là Ngô Tường Ninh, Tổng giám đốc của tập đoàn DG. Thiên Thành đã đề cập trước với Ngô Tường Ninh, tổng giám đốc của tập đoàn rằng chủ tịch mới muốn giữ bí mật và không muốn mọi người biết danh tính của mình, vì vậy các nhân sự hàng đầu không có nên mặt. Chỉ có Ngô Tường Ninh ở trên tầng cao nhất chờ đợi chủ tịch mới đến, cô ta đã chờ đợi rất lâu. Khi thấy Huy Long đi ra khỏi thang máy, cô kinh ngạc mất một lúc. Cô không bao giờ ngờ rằng chủ tịch mới của tập đoàn DG lại là con rể khét tiếng của Chu gia. Trước đó cô đã đưa ra vô số dự đoán về vị tổng tài mới bí ẩn này trong đầu, nhưng đó lại là Uy Long ư? Người vốn chưa từng có chút danh tiếng tốt đẹp, bởi vì Chu Nhược Mai là mỹ nhân đẹp nhất quốc hòa, cô ấy rất nổi tiếng, nên hầu như ai cũng biết rằng cô có một người chồng đần độn bất tài. Uy Long đã cùng Chu Nhược Mai ra ngoài vài lần trong một số dịp quan trọng. Một số người đã nhân cơ hội chụp ảnh của hai người, nên cũng có nhiều người biết mặt Uy Long, mặc dù Ngô Tường Ninh chưa từng gặp Uy Long. Cô cũng không khó để nhận ra người đàn ông vô năng của Chu Nhược Mai. Từ biểu cảm ngạc nhiên của Ngô Tường Ninh, Uy Long biết rằng cô đã nhận ra mình, con rể của Chu gia. Điều này không có gì đáng nói, sau tất cả, sự kém tài của anh đã quá nổi tiếng. "Ông Uy Long, ông chính là chủ tịch mới của tập đoàn DG?" Ngô Tường Ninh lịch sự hỏi. Cô ấy đã có thể ngồi ở vị trí tổng giám đốc của tập đoàn DG từ khi còn rất trẻ. Ngoài năng lực, cô ấy có tư cách tốt, trách nhiệm cao và cô đã từng thấy nhiều ông lớn đi lên từ vị trí thấp kém. Do đó, cô không coi thường bất cứ ai, và lại, nếu Uy Long không phải là chủ tịch mới, anh ta sẽ không đến đây mà không có lý do. Phải, Uy Long nói, mặc dù ngô tường ninh trông rất xinh đẹp và vóc dáng nuột nà, anh lại không nhìn cô đến lần thứ hai. Trong mắt anh, không ai có thể sánh bằng Chu Nhược Mai. Xin chào chủ tịch, xin mời ngài đi theo tôi. Sau khi xác nhận chính xác danh tính của anh, ngô tường ninh thậm chí còn tôn trọng uy long hơn sau khi bước vào văn phòng của chủ tịch cùng với ngô tường ninh anh mới tự giới thiệu có lẽ cô đã biết tôi là ai và tôi sẽ không nói nhiều nữa tôi đến văn phòng hôm nay chỉ để nói một vài điều uy long nói vâng xin ngài cứ nói ngô tường ninh cũng nghiêm túc không kém chương bảy quả báo tới sớm đầu tiên tất cả các bộ phận của tập đoàn vẫn không thay đổi cũng như nhân sự danh tính của tôi cô phải giữ bí mật tuyệt đối, không cho ai biết. Tôi sẽ không đến đây thường xuyên và cô sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề của DG. Uy Long nói, vâng thưa ngài chủ tịch, tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Ngô Tường Ninh không ngờ Uy Long sẽ giao phó cho mình những nhiệm vụ quan trọng ngay khi nhậm chức. Cô rất vui mừng, thứ hai, ngay lập tức đình chỉ mọi sự hợp tác với Chu Gia. Uy Long nói tiếp, Ngô Tường Ninh xứng người một lúc và hỏi, Chu Gia, Ý ngài là gia đình họ Chu của vợ ngài ư? Đúng. Vâng, mặc dù Ngô Tường Ninh rất kiếu kỳ tại sao Uy Long lại làm vậy với Chu gia, cô vẫn không hỏi gì thêm. Thứ ba, giám đốc bộ phận phát triển dự án có phải là ông Trần không? Uy Long sợ sẽ bỏ sót điều gì đó nên đã hỏi trước. Vâng, giám đốc bộ phận phát triển dự án là ông Trần Túc Bình và ông ấy là người Trần gia, một trong những gia tộc lớn nhất quốc hòa, Ngô Tường Ninh nói vậy cô hãy sa thải ông ta và ngừng mọi sự hợp tác với chu gia ngay khi ông ta hỏi tại sao cô hãy nói với ông ta có hai lý do một là vì ông ta đã ký hợp đồng với chu gia và thứ hai là vì cháu trai của ông ta trần an khang đã xúc phạm người mà anh ta không đủ tư cách xúc phạm ngoặc kép vâng ngô tường ninh dặn lòng bất kể uy long ra lệnh gì cô sẽ làm mà không thắc mắc tốt lắm cô hãy thực hiện những điều này trước tôi sẽ nói với cô những chuyện khác sau uy long nói vâng tôi sẽ làm những việc này ngay bây giờ. Ngô Tử Ninh nói và bước ra khỏi văn phòng. Lúc này, trong văn phòng của Giám đốc Bộ phận Phát triển Dự án. Chú ơi, hiện tại tập đoàn DG đã thay đổi chủ tịch. Cháu có thể tìm cho chu ra một dự án khác không? Trần An Khang hỏi. Hôm qua không phải cháu mới có được một hợp đồng sao? Tại sao hôm nay lại muốn dự án khác? Trần Túc Bình hỏi, vẻ mặt không hài lòng. Chú ơi, đây là tình thế khác mà gia đình họ chu rất có tiềm lực một dự án là không đủ trong khi chủ tịch mới vừa nhậm chức chắc vẫn chưa hiểu rõ lắm về công ty vì vậy xin chú hãy ký thêm một số hợp đồng cho chúng cháu chu lệ ngọc nói hai đứa thật tham lam quá đấy trần túc bình nói đến đây chu lệ ngọc lặng lẽ trao một hộp quà cho ông ta và nói thì thầm cháu sắp trở thành người của trần gia chú hãy coi như giúp đỡ thông gia thêm một lần nữa được không được rồi ta sẽ xem xét và sắp xếp một dự án khác cho con Trần Túc Bình cười lớn và nói trong khi cất hộp quà vào ngăn kéo. "Cảm ơn chú." Chu Lệ Ngọc vui vẻ nói. "Chú, vừa nãy gã con rể vô dụng của Chu gia cũng đến tập đoàn DG để tìm việc làm. Chú nhất định không được để hắn ta vào tập đoàn DG, ngay cả việc dọn dẹp cũng đừng cho làm." Trần An Khang nói, "Ý cháu là chồng của cô Chu Uy Long?" Trần Túc Bình hỏi. "Vâng, chính là anh ta." An Khang nói với giọng tức giận, "Sao cháu lại có vẻ căm thù cậu ta quá vậy?" Ông Trần hỏi lại. Bởi vì anh ta chỉ toàn nói những lời độc địa, dám bảo rằng sẽ cắt đường sống của chú và chú sẽ bị sa thải ngay hôm nay. Trần An Khang nói, đúng là hoang đường, tên phế vật đó dám nguyền rủa ta, ta sẽ lập tức gọi cho bộ phận nhân sự để đuổi cổ hắn ra. Trần Túc Bình tức giận nói, lời của Trần Túc Bình vừa dứt, Ngô Tường Ninh đã đến trước cửa văn phòng ông ta cùng với một số nhân viên bảo vệ. Giám đốc Ngô, cơn gió nào mang cô đến đây nhanh vậy? Có chỉ thị gì, xin cô cứ nói. Trần Túc Bình ngay lập tức đứng dậy với một nụ cười thật giả tạo. Ngô Tường Ninh là tổng giám đốc của tập đoàn DG. Cô hiếm khi đến văn phòng của Trần Túc Bình. Ông Trần, tôi tới đây để thông báo cho ông biết rằng ông đã bị sa thải. Tường Ninh nói rất thẳng thắn với chất giọng lạnh lùng. Trần Túc Bình dường như nghe thấy tiếng sét trong ngày nắng, không thể tin vào tai mình. Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc cũng chết lặng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giám đốc, Tôi, tôi đã làm gì sai? Tại sao tôi lại bị sa thải? Trần Túc Bình hỏi với giọng run run. Đây là chỉ thị của tân chủ tịch. Ngô Tường Ninh nói, khuôn mặt không chút cảm xúc. Tân chủ tịch, tân chủ tịch vừa mới nhậm chức nên đã chưa hiểu tình hình của công ty. Tại sao lại sa thải tôi ngay khi vừa nhậm chức? Trần Túc Bình đã toát mồ hôi lạnh. Ngài ấy nói có hai lý do. Một là vì ông đã ký hợp đồng với Chu gia. Lý do còn lại là vì cháu trai của ông đã xúc phạm người mà anh ta không đủ tư cách xúc phạm ngô tường ninh nói trần túc bình bất ngờ tìm kiếm và nhìn lại bản hợp đồng đã ký với chu gia điều này cũng trở thành lý do sa thải ư trần an khang cũng như bị xét đánh ngang tai anh đã xúc phạm ai vì vậy mà chú anh bị sa thải chu lệ ngọc cũng chết lặng mới đó cô ta còn tặng trần túc bình một món quà đắt đỏ chủ tịch cũng đã ra lệnh rằng kể từ bây giờ mọi sự hợp tác với chu gia và trần gia sẽ bị đình chỉ vô thời hạn còn ông hãy nhanh chóng làm thủ tục từ chức Giám đốc Ngô nói. Trần Túc Bình đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, đôi chân mềm nhún, ông ta ngồi phịch xuống ghế như sắp chết đến nơi. Những gì ông coi trọng không phải là lương bổng của giám đốc bộ phận phát triển dự án, mà là tầm ảnh hưởng và vị thế của vị trí này. Đừng đánh giá thấp vị trí của người quản lý bộ phận này, tiềm lực của vị trí này có thể mang lại lợi ích không giới hạn cho gia đình ông ta. Cứ khi tập đoàn DG có bất kỳ dự án mới nào, ông ta có thể ưu tiên cho gia đình của mình có thể nói rằng việc được xếp hạng đầu trong các đại gia tộc lớn của Quốc Hòa có liên quan mật thiết đến vị trí của ông ta. Tại bữa tiệc đêm qua, những người trong Chu gia đã nói rất đúng. Bất kỳ gia đình nào cũng có thể bay lên cao nếu họ có thể có một mối quan hệ nhỏ với tập đoàn DG. Có biết bao nhiêu gia đình phải cúi đầu trước tập đoàn DG, bởi vì đó là hoàng đế của khu thương mại của thành phố Quốc Hòa. Bây giờ, Trần Túc Bình đã bị cách chức và tập đoàn DG cũng đã đình chỉ hợp tác với Trần gia. Làm sao ông ta không mất hồn cho được? Còn lý do bị cách chức chỉ là vì ông ta đã ký hợp đồng với Chu gia và cháu trai của ông ta đã xúc phạm một người nào đó. Lúc này, Chu Lệ Ngọc cảm thấy như rơi vào một hầm băng. Cô ta chỉ mới nhận được hợp đồng với tập đoàn này ngày hôm qua. Cô hoàn toàn không mong muốn phải ngừng hợp tác trong hôm nay. Trần An Khang chợt nghĩ rằng cái miệng độc địa của tên Vô Năng Uy Long đã gây ra tất cả việc này chú của anh ta đã thực sự bị sa thải như lời uy long nói làm sao chuyện này có thể ai là người anh ta không đủ tư cách xúc phạm các anh hãy ở lại đây xem ông ta đóng gói đồ đạc rồi đưa ông ta đi làm thủ tục từ chức ngô tường ninh thấy trần túc bình đang trong tình trạng hoảng loạn bèn dặn dò các nhân viên bảo vệ xung quanh rồi quay bước ra ngoài tại văn phòng chủ tịch chủ tịch tôi hy vọng ngài hài lòng về những việc vừa rồi ngô tường ninh nói khi cô bước vào được rồi tôi vẫn còn một vài điều cần nói uy long điềm đạm vâng xin ngài hãy nói ngô tường ninh lắng nghe một lần nữa bây giờ vị trí giám đốc của bộ phận phát triển dự án đã bị bỏ trống hôm nay tôi sẽ công khai tuyển dụng vị trí này khi vợ tôi chu nhược mai đến nộp đơn xin việc cô hãy chấp nhận cho cô ấy vào làm tôi không muốn ai khác ngoài cô ấy được nhận uy long nói chủ tịch ngài muốn để vợ mình làm quản lý dự án và để cô ấy đến trực tiếp xin việc tại sao ngài không tự làm điều đó luôn ngô tường ninh không hiểu ý định của uy long và cuối cùng không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ phải hỏi một câu hỏi chương tám khả năng đoán trước tôi đã nói rồi tôi không muốn ai biết danh tính thật của mình kể cả vợ tôi vì vậy hãy tuyển dụng cô ấy một cách bình thường uy long nói tôi hiểu rồi ngô tường ninh đáp hơi cúi đầu xuống cô ấy sẽ là người quyết định tất cả các nhà cung cấp dự án trong tương lai của chúng ta nhưng cô nhớ phải nói với cô ấy rằng cô ấy không được tự quyết định việc hợp tác với chu gia nếu cô ấy thực sự muốn hợp tác với họ thì cần phải có được sự chấp thuận của chủ tịch uy long đã nói rất rõ ràng với gia đình họ chu đêm qua họ đã một mực rằng sẽ không bao giờ cần nhờ vả đến chu nhược mai trong tương lai bây giờ thì trần túc bình đã bị sa thải thực tế là Chu Nhược Mai sắp thay ông ta làm giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn DG. Tới lúc đó, Chu Nhược Mai sẽ là người nắm quyền kiểm soát tất cả các hợp đồng phân phối của dự án tập đoàn. Uy Long tự hỏi không biết lúc ấy Chu Gia sẽ có thái độ thế nào, liệu họ có đủ mặt dày thăm hỏi cô ấy không? Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Ngô Tường Ninh nói, cô hãy chăm sóc Chu Nhược Mai và cho cô ấy đến làm ở tập đoàn chúng ta càng sớm càng tốt. Tôi không quan tâm đến DG, chỉ quan tâm cô ấy thế nào thôi còn vị trí chủ tịch này tôi sẽ sớm cho cô ấy ngồi xuống uy long với tư cách là một chiến thần chỉ huy hàng ngàn binh mã nặng gánh trọng trách an ninh quốc gia anh thực sự không có hứng thú với việc kinh doanh của tập đoàn digi này hơn nữa anh thực sự cũng không am hiểu về kinh doanh mục đích cuối cùng của anh khi mua lại tập đoàn digi này là tặng nó cho chu nhược mai anh ta biết rằng mình sẽ sớm gặp rắc rối với các vấn đề quân sự quốc gia vì vậy anh ta muốn Chu Nhược Mai tiếp quản tập đoàn DG càng sớm càng tốt. Khi phải bàn về hai gia đình họ Chu và họ Trần, anh thấy thật sự nhàm chán. Uy tướng mạnh mẽ, dung mạo tuấn kiệt, dậm chân một cái cũng có thể khiến cả thành phố quốc hòa bị sốc. Đối phó với những kẻ đê tiện này có là gì? Phi nước đại trên chiến trường, tiêu diệt kẻ thù và phục vụ đất nước, bảo vệ núi sông, một quân thần cần phải biết làm mọi thứ, đây chính là những việc anh ta nên làm. Vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ phu nhân của ngài uy long dường như đã quên mất sự hiện diện của ngô tường ninh ngay cả khi chu nhược mai không phải là chủ tịch tương lai của tập đoàn dg cô ấy vẫn sẽ được quan tâm đặc biệt chỉ vì cô ấy là vợ của uy long chu nhược mai đã là chủ tịch tương lai do uy long bổ nhiệm vì vậy giám đốc ngô cần phải chăm sóc tốt cho chủ tịch tương lai của mình uy long đứng dậy và đi đến bên khung cửa sổ bằng kính cường lực trong suốt từ đây có thể thấy được toàn bộ khung cảnh thành phố Quốc Hòa. Giống như việc đứng trên một đỉnh đồi và lướt qua những ngọn núi nhỏ. Tất cả các tòa nhà cao tầng đều trở nên nhỏ bé trước tập đoàn DG. Nhược mai, từ hôm nay, tôi sẽ khiến những kẻ dám coi thường em cúi đầu trước em. Từ giờ phút này, tôi sẽ để em được tỏa sáng cho tới cuối đời. Huy Long giơ hai tay ra sau lưng, đôi mắt rực lên trông như một ngọn đuốc, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Quốc Hòa, tự nhủ thầm. Ngô Tường Ninh, Người đang đứng sau lưng anh ta suốt nãy giờ, nhìn vào tấm lưng rộng và chắc của Huy Long, đột nhiên bối rối. Người đàn ông này rốt cuộc đang ẩn giấu bao nhiêu chuyện vậy? Trên đời này sao lại có một người chồng tốt tới như vậy? Chu Nhược Mai thậm chí còn nói cô ấy chẳng có chút hy vọng nào với người chồng vô dụng của mình, nhưng giờ đây anh ta có trở thành chủ tịch mới của tập đoàn DG, Thông qua sự việc này, Ngô Tường Ninh nhận ra rằng đừng bao giờ đánh giá thấp bất cứ ai uy long quay lại và thấy ngô tường ninh đang nhìn chằm chằm vào mình như một kẻ ngốc mới hỏi tại sao cô lại nhìn tôi như vậy tường ninh trở lại với khuôn mặt thường ngày chỉ có công việc và đỏ bừng mặt tiếp lời không không có gì tôi cảm động vì tình cảm sâu đậm của ngài chủ tịch dành cho phu nhân ngài thực sự là một người tốt cô ấy thật là may mắn được rồi bây giờ tôi cũng đang rảnh rỗi cho tôi số điện thoại của cô để thuận tiện liên lạc uy long nói tại văn phòng của giám đốc bộ phận phát triển dự án. Lúc này, Trần Túc Bình đã hồi tỉnh lại, ông ta đang bồi mấy nắm đấm vào khuôn mặt lo lắng của Trần An Khang, ông hét lên, rốt cuộc mấy đứa đã xúc phạm đến ai mà khiến cho ta phải từ chức như vậy. Cháu, cháu thực sự không gây hấn hay xúc phạm gì ai cả. Trần An Khang giàu dĩ nói, đưa tay che khuôn mặt tím bầm của mình. Các quy tắc gia đình của gia tộc lớn rất nghiêm ngặt, người chú có quyền dạy cháu trai khi họ mắc lỗi, đó là chuyện đương nhiên trần an khang không dám chống lại không xúc phạm ai ư giám đốc ngô vừa nói rõ ràng mày đã xúc phạm người mà mày không đủ tư cách đó mày vẫn còn muốn ngụy biện ư trần túc bình lại hét lên chú ơi cháu xin chú cháu đã ở cùng an khang suốt thời gian này cháu có thể làm chứng rằng anh ấy thực sự đã không xúc phạm bất kỳ ông lớn nào chu lệ ngọc nói Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng ông lớn mà họ xúc phạm lại chính là Uy Long. Mặc dù thực chất họ cũng đã nghĩ đến việc xúc phạm Uy Long đêm qua nhưng trong lúc này, họ không cảm thấy Uy Long một kẻ vô tích sự, là một nhân vật đáng để nhắc tới. Do đó, không ai trong số họ nói rằng đã xúc phạm đến Uy Long. Im đi cho ta, ta đã bị cách chức, tụi bay phải chịu trách nhiệm. Nếu cô cậu không đòi tôi giao cho Chu ra một dự án, làm sao mà tôi có thể bị đuổi việc như thế? cô cậu, cậu đang hại cả trần gia và giết chết tôi đấy trần túc bình càng nói ông ta càng tức giận nhưng vẫn rất tử tế với cháu trai này chu lệ ngọc quá sợ hãi nên im thít không dám nói gì chú dù thế nào chúng ta vẫn ở trong một gia tộc lớn trần gia cũng có công ty riêng mà chúng ta không nhất thiết cứ phải làm việc ở đây hãy cùng cháu quay trở lại làm việc trong công ty riêng của nhà chúng ta trần an khang an ủi hừ cậu thì biết gì công ty của trần gia có thể so sánh với tập đoàn digi sao tôi đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho trần gia khi ngồi ở vị trí này cậu có biết không giờ thì hay rồi tôi mất vị trí này vì hai cô cậu cũng làm gián đoạn những hợp đồng của trần gia tổn thất nặng nề thế nào cô cậu có biết hay không sự tức giận của trần túc bình không thể giảm bớt không có nơi nào để chút giận ông ta cứ tiếp tục hằn học với trần an khang khuôn mặt của trần thiếu đã bầm tím Tất nhiên anh ta biết rằng chú mình đã mất vị trí này là do lỗi của mình, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. "Chú ơi, tất cả là lỗi của tên khốn Khiếp Uy Long, vì hắn đã nguyền rủa chú vì bị đuổi việc." "Cháu không ngờ nó lại thành sự thật." Trần An Khang rõ ràng muốn trốn tránh trách nhiệm nên đổ lỗi cho Uy Long. "Ra ngoài đi, cút hết cho tôi, tôi không muốn gặp lại thứ con cháu như mấy người nữa." Trần Túc Bình hét lớn, tất nhiên ông ta sẽ không tin rằng mình bị đuổi việc là vì lời nguyền của Uy Long. Khi Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc thấy chú đang rất tức giận, bọn họ cũng vội vã đi ra ngoài trong vô vọng. "Ông Trần, mọi thứ giờ đã ổn định, xin hãy giải quyết mọi chuyện và làm thủ tục xin nghỉ việc ngay." Trần Túc Bình ngẩng đầu lên và thở dài, mọi chuyện thế là đã kết thúc, bây giờ ông ta sẽ phải đóng gói đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Khi Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc đi ra khỏi tòa nhà tập đoàn DG, họ tình cờ gặp Uy Long đang ra về. Nhìn thấy Huy Long Trần An Khang đột nhiên nổi giận đùng đùng và la hét, thằng khốn chết tiệt, vì cái miệng độc địa của mày, chú tao đã bị sa thải. Uy Long, làm thế nào anh có thể dự đoán sự việc như vậy? Sao anh không đi làm một thầy bói đi? Lại còn đến đây làm gì? Anh đã hủy hoại tất cả chúng tôi. Chu Lệ Ngọc cũng nói. Đối với những kẻ xấu xa này, Uy Long không muốn phí lời, anh cố tình làm ngơ đi và không muốn phải nghĩ nhiều về bọn họ. Trần An Khang vừa bị Trần Túc Bình đánh mắng, còn bị tát. Anh ta đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Giờ lại thấy Huy Long tỏ ra rừng dưng, trong lòng anh ta lại càng tức giận hơn. Thằng khốn chó chết, tao đang nói với mày, mày không nghe thấy à? An Khang hét lên và lao đến từ phía sau, cố gắng đánh Huy Long. Huy Long lập tức theo phản xạ quay lại, sẵn sàng tay không giết người bất cứ lúc nào, anh nhìn chầm chầm vào họ trần kia. Đêm qua, cũng như thế, trong đôi mắt của Huy Long dường như có thể thấy hàng ngàn quân sĩ, máu chảy thành sông. Trần An Khang bị sốc, chân anh ta mềm nhũn ra và ngã quỵ xuống đất. Khi Chu Lệ Ngọc nhìn thấy đôi mắt đó của Uy Long một lần nữa, cô ta sợ hãi và mặt tái nhợt đi. Trương Chín cầu hôn, muốn đánh tôi, được lắm, đứng thẳng lên và đánh nhau như những thằng đàn ông nào. Uy Long lạnh lùng nói, Trần An Khang chưa kịp làm gì, đã bị một trưởng của Uy Long ngã lăn ra đất. Đừng nghĩ rằng Uy Long này dễ bị bắt nạt, nếu cậu gặp tôi lúc trước, cậu chết chắc rồi. Bây giờ, tôi không muốn bận tâm về cậu nữa đồ hèn nhát suốt lời uy long leo lên chiếc xe điện nhỏ rồi bỏ đi trần an khang và chu lệ ngọc vẫn ở lại vài phút đợi an khang hồi phục an khang anh ổn chứ chu lệ ngọc hỏi khi bước về phía trước để giúp anh ta người đã ướt đẫm mồ hôi anh không ổn một chút nào cả trần an trần an khang vẫn cảm thấy lo lắng tên phế vật đó trông thật đáng sợ làm sao anh ta có thể có một vẻ ngoài đáng sợ như vậy Chu Lệ Ngọc nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, sợ hãi dùng mình. Thằng khốn đó, nó chỉ may mắn hôm nay thôi, nếu không phải lúc nãy anh chừa tay thì ngày này năm sau là ngày rỗ của nó rồi. Trần An Khang không muốn mất mặt trước người phụ nữ của mình, vì vậy anh ta đã bảo chữa. Chu Lệ Ngọc không cự cãi gì anh ta, nhưng nói tên xấu xa đó hẳn cũng không xin được việc để làm. Chúng ta không cần phải nổi giận với hắn ta, chúng ta chỉ cần đợi đến ngày 26 làm nhục hắn trong đám cưới. Được rồi, đến lúc đó anh sẽ khiến hắn không còn lấy một đường lui, để chị gái em ly dị anh ta. Trần An Khang nói dữ dội. Khi Uy Long trở về nhà và chuẩn bị mở cửa, anh bất ngờ nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bà mẹ vợ Tô Ánh Tuyết. Nhược mai, nghe lời mẹ, bỏ tên vô tích sự ấy càng sớm càng tốt. Kết hôn với cậu Phan ngay sau khi ly hôn, ngày 26 này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho con với cậu Phan chỉ khi đó con mới không phải chịu nhục trước em gái của con. Kẻ vô dụng kia hôm qua còn nói rằng nó sẽ tổ chức cho con một đám cưới lớn hơn gấp trăm lần đám cưới của trần an khang và lệ ngọc. sự việc này đã lan ra khắp thành phố rồi. Bây giờ họ đã đặt chỗ ở khách sạn New Century. con đã không còn đường lui nào nữa rồi đó. ở quốc hòa này chỉ có khách sạn thiên long là đăng cấp hơn New Century. chẳng lẽ uy long này có thể đặt một vài bàn tại khách sạn thiên long sao. đừng nói là mẹ ngay cả bà nội của con cũng chưa từng được đến khách sạn thiên long lấy một lần trong đời kia nếu con đồng ý kết hôn với cậu phan cậu ấy có thể bao lấy một tầng của khách sạn new century và tổ chức đám cưới với con để con có thể so sánh đám cưới với lệ ngọc sẽ không bị mất mặt sẽ rất tuyệt khi hai chị em cùng tổ chức đám cưới trong một khách sạn chừng nào con kết hôn với cậu phan chúng ta sẽ như leo lên mây xanh chúng ta sẽ không phải nhìn thái độ của chú gì con mà cẩn trọng nữa nếu không lúc đó gia đình của họ sẽ rất kiêu ngạo vì con gái Chu Lệ Ngọc đã tìm thấy một người chồng tốt, còn con lại phải cưới một tên vô tích sự. Nghe điều này, Uy Long ngay lập tức hiểu rằng Tô Ánh Tuyết đến để thuyết phục con gái bà Ly hôn để có thể kết hôn với Phan Thiên, chủ nhân trẻ của gia đình họ Phan. Uy Long cảm thấy ớn lạnh trong giây lát, chỉ cần đến ngày 26, anh ta có thể mang đến cho bọn họ một bất ngờ lớn và thể hiện thân phận thực sự của mình với họ. Nhưng liệu họ có đủ kiên nhẫn để đợi? Nhưng mà mẹ con không muốn ly hôn với Uy Long, con không muốn nói thêm về chuyện đó nữa. Lúc này, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Chu Nhược Mai phát ra. Mẹ đã nói với con tới như vậy rồi, tại sao con bướng bỉnh quá vậy? Trong ba năm qua, tên vô dụng đó đã khiến chúng ta mất mặt không biết bao nhiêu lần, cậu ta đã vô phương cứu chữa rồi. Con định sống như vậy mãi hay sao đồ ngốc này? Tô Ánh Tuyết giận dữ nói. Mặc dù anh ấy không làm việc gì trong ba năm qua, anh ấy vẫn rất chu đáo với con khi con bị ốm anh ấy bảo vệ chăm sóc con tất cả việc nhà đều do anh ấy làm con chưa bao giờ phải phàn nàn về chuyện đó con không thể sống thiếu anh ấy được chu nhược mai nói nghe những lời này uy long mỉm cười hóa ra từ lâu anh đã chiếm một vị trí nhất định trong trái tim của chu nhược mai suốt ba năm chịu nhục nhã âu cũng là xứng đáng con còn thích nổi những người đàn ông như vậy sao mẹ thấy não con bị bệnh rồi đó tô ánh tuyết không kìm được sự tức giận Lúc này, một giọng nói đàn ông bỗng phát ra từ trong ngôi nhà, nhược mai, tôi đã nghe về những khó khăn của em. Em không hề có cảm giác gì với hắn ta cả, tất cả đều là do ông nội ép buộc, nhưng ông em đã mất rồi, bây giờ chúng ta có thể thay đổi điều đó vào ngày 26. Tôi sẽ cho em một đám cưới hoành tráng vào ngày hôm đó, dù sao đi nữa, em sẽ ly dị anh ta, tại sao lại không thể cưới tôi chứ? Uy Long nghe nói chắc mầm người đàn ông này là Phan Thiên, người có ý định cầu hôn Chu Nhược Mai. Thật không ngờ, Tô Ánh Tuyết thậm chí còn đưa Phan Thiên đến tận cửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi đã cảm mến em từ lâu, tôi thực sự thương em, tôi không ngại việc em từng kết hôn, hãy cưới tôi đi." Họ Phan lại nói. Tô Ánh Tuyết lo lắng cứ đà này Phan Thiên sẽ chán ghét con gái bà, bèn vội vàng giải thích, mặc dù Nhược Mai nhà tôi đã kết hôn với một kẻ không ra gì, nhưng hai đứa ngủ phòng riêng Nhược Mai chưa bao giờ để anh ta chạm vào mình, con bé vẫn còn trinh trắng. "Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy?" Chu Nhược Mai xấu hổ nói. "Mẹ chẳng nói gì sai cả, đây là sự thật, nếu không, tại sao con không hề mang thai suốt 3 năm qua? Mẹ đã biết từ lâu rằng con ngủ trong phòng riêng kể từ khi kết hôn với cậu ta." Tô Ánh Tuyết nói. "Đừng nói nữa, Uy Long đã nói đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 26 tới và con muốn cho anh ấy cơ hội cuối cùng." chu nhược mai nói con thực sự cho rằng cậu ta có thể cho con một đám cưới à sao con ngu ngốc quá vậy cậu ta là kẻ vô dụng vô công rồi nghề lại còn ngu ngốc thậm chí không thể mua nổi một chiếc nhẫn cưới một người như thế có thể làm gì cho đám cưới của con tỉnh lại đi nhược mai tô ánh tuyết quát lớn cho dù anh ấy không thể tổ chức đám cưới cho con con cũng sẽ không ly hôn với anh ấy con không quan tâm đến đám cưới con chỉ quan tâm đến việc anh ấy đối xử tốt với con con đã nói rất rõ ràng rồi, mẹ có hiểu không? Chu Nhược Mai thực sự khó chịu. Nghe tới đây, Uy Long đã hiểu nhiều hơn về tình cảm của Chu Nhược Mai và cô ấy nhất định sẽ không lay chuyển. Uy Long không muốn nghe lỏng nữa, nên anh mở cửa và bước vào thật đàng hoàng. Lại trời, anh quay lại thật đúng lúc. Chu Nhược Mai thấy Uy Long đột nhiên quay lại, thở phào vì cuối cùng cũng được giải cứu. Cha, hôm nay mẹ còn rảnh rỗi đến thăm chúng con. Uy Long giả vờ không biết tình hình và vui vẻ chào đón Tô Ánh Tuyết. Trong phòng khách có một người đàn ông trông trắng trẻo và sạch sẽ, khuôn mặt thư sinh này chính xác là Phan Thiên, chủ nhân trẻ tuổi của gia đình họ Phan, người đã theo đuổi Chu Nhược Mai bao lâu nay. Tất nhiên, Uy Long sẽ không chào đón họ Phan kia, tình địch của anh. Ở trong góc phòng, Phan Thiên cũng không hề đặt Uy Long vào mắt và vẫn ngồi bình tĩnh. Tô Ánh Tuyết không tỏ ra hoảng hốt khi nhìn thấy Uy Long. Bà lườm anh một cái và tiếp tục nói với Chu Nhược Mai, Nhược Mai, chỉ có cậu Phan đây mới có thể giúp chúng ta, mới có thể đem lại hạnh phúc cho con. Bây giờ Uy Long đang ở đây, mẹ đừng nói chuyện này nữa được không? Chu Nhược Mai có chút bối rối. Sớm hay muộn thì rồi mẹ cũng phải nói cho cậu ta biết. Khi mẹ và cậu Phan vừa mới đến, mẹ đã nghe tin tập đoàn DG đã hủy hợp tác với Chu Gia và thậm chí cả Trần Gia. Nhưng Phan Gia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, điều này cho thấy phan ra mạnh như thế nào con mà kết hôn với cậu phan mọi người sẽ phải nể phục con lúc này phan thiên không muốn lãng phí thời gian ngay lập tức rút ra một chiếc hộp xinh đẹp rồi phớt lờ sự tồn tại của huy long anh ta quỳ trước mặt chu nhược mai mở hộp và nói nhược mai anh yêu em hãy cưới anh nhé trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương quý giá chu nhược mai kinh ngạc mất một lúc không ngờ phan thiên lại cầu hôn cô ngay trước mặt chồng Uy Long cũng không ngờ Phan Thiên này lại tự phụ đến mức cầu hôn vợ trước mặt anh. Nhược mai, con còn do dự gì nữa? Đồng ý nhanh lên, con thấy chiếc nhẫn kim cương đẹp như thế nào chứ? Liếc qua cũng thấy rất có giá trị rồi. Tô ánh tuyết trừng mắt và thúc giục. Dì ơi, chiếc nhẫn này thực sự không đắt lắm, chỉ có hơn 100 triệu thôi. Phan Thiên nói nhẹ với niềm kiêu hãnh hiện trên nét mặt. Tô ánh tuyết đã rất ngạc nhiên khi nghe 100 triệu không đắt cậu phan quả nhiên rất nhiều tiền cậu ấy thật hào phóng nhược mai cậu phan xuất thân từ một gia đình danh giá và đã từng đi du học dù cậu ấy không có học thức đi nữa vẫn tốt hơn một số người làm chồng mà vô tích sự thằng chồng bất tài của con không bao giờ có thể mua được chiếc nhẫn đắt tiền như vậy đâu do dự làm gì nữa tô ánh viết tiếp tục thúc giục xin lỗi tôi không thể đồng ý bây giờ tôi vẫn là một phụ nữ đã có chồng tôi thực sự không phù hợp để nhận nó đâu chu nhược mai nói tô ánh tuyết sững sờ một lúc bà ấy đã hết lời với con gái nhưng không ngờ chu nhược mai lại từ chối nhược mai dù em có đồng ý hay không xin hãy đeo nhẫn lên trước anh sẽ tặng em chiếc nhẫn kim cương này trước phan thiên nói nắm lấy tay của chu nhược mai và chuẩn bị buộc cô đeo nhẫn lúc này một bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy cổ tay của phan thiên ái họ phan đột nhiên cảm thấy như mình đang bị kẹp bởi một cái kìm lớn xương cổ tay của anh ta sắp bị gãy anh ta hét lên một tiếng chiếc nhẫn đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất người khống chế phan thiên dĩ nhiên là uy long trong những năm qua uy long đã bị xúc phạm rất nhiều lần bởi rất nhiều người nhưng anh đều nhẫn nhịn nhưng phan thiên này thậm chí dám chạy đến nhà riêng của anh và cầu hôn vợ của anh trước mặt mọi người trên đời có người đàn ông nào chịu đựng được việc này chứ nếu anh vẫn nhắm mắt chịu đựng sự ô nhục này, anh làm sao có thể có uy tín trong quân đội? Nhẫn cưới của vợ tôi, tôi sẽ tự tặng cho cô ấy, không đến lượt anh giúp." Uy Long lạnh lùng nói. Uy Long không thèm nhìn vào chiếc nhẫn hơn 100 triệu kia. Nếu Thiên Thành không nói sẽ đầu tư một cặp nhẫn đắt gấp 10 lần vào ngày cưới của anh, thì anh cần gì phải ép mình hồi ngũ nữa? Chương 10 là ai? Tô Ánh Tuyết và Chu Nhược Mai không ngờ rằng Uy Long lại bạo gan và giữ dần một cách bất ngờ như vậy. Tất cả đều giật mình. "Này, buông ra mau đi, anh làm tôi đau đấy." Nước mắt của cậu Phan tuôn ra đau đớn. "Vợ tôi đã nói là cô ấy không đồng ý, nếu anh dám làm phiền cô ấy một lần nữa, tôi sẽ ném anh ra ngay lập tức." Uy Long nói lại, lần đầu tiên Chu Nhược Mai thấy Uy Long mạnh đến nỗi ngay cả Phan Thiên cũng không dám động đậy, đến nước mắt cũng ngứa ra. "Tên vô dụng kia, sao mày dám đánh cậu Phan, mày không muốn sống nữa sao?" "Thả cậu ấy ra." Tô Ánh Tuyết kinh hoàng hét lớn với Uy Long: "Con và Nhược Mai còn chưa ly hôn, vậy mà mẹ lại đi giúp đỡ người ngoài mà không giúp con?" Uy Long có chút tức giận: "Ai là người ngoài? Sớm muộn gì cậu Phan cũng sẽ là con rể của tôi, và sớm thôi, cậu cũng ly hôn với con gái tôi. Cậu mới là người ngoài. Nhanh thả cậu Phan ra, nếu không cậu đừng có ăn uống ngủ nghỉ ở nhà tôi nữa." Tô Ánh Tuyết nói. Uy Long đột nhiên cảm thấy ớn lạnh anh cảm thấy việc sử dụng vũ lực để bộc lộ bản chất con gà yếu đuối của Phan Thiên là vô nghĩa, anh buông tay hắn. Tuy nhiên, Tô Ánh Tuyết và Phan Thiên lại cho rằng Huy Long e sợ Phan ra nên mới phải buông tay. Huy Long, nếu cậu vẫn còn chút lương tâm, đừng trì hoãn việc cưới gả của Nhược Mai thêm nữa, nhanh chóng ly dị con bé đi, mọi người cùng vui vẻ. Tô Ánh Tuyết nói, chỉ còn 6 ngày nữa là tới 26, mẹ không thể đợi 6 ngày này nữa sao, tới hôm đó, con sẽ khiến cho nhược mai trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong đám cưới hoành tráng nhất mẹ sẽ hài lòng thôi sau đó nếu mẹ vẫn muốn chúng con ly dị con sẽ không có thêm bất cứ ý kiến nào nữa uy long nói tại sao cậu cứ muốn chúng tôi phải xấu hổ vậy với khả năng của cậu cậu không thể nào làm được điều đó đâu hãy tự biết thân biết phận đi tô ánh tuyết nói con không muốn nói nhiều hơn về đám cưới lúc đó mẹ tự nhiên sẽ biết uy long nói với vẻ chán nản Tô Ánh Tuyết không có thời gian để lo lắng về Uy Long, bà chỉ lo lắng hỏi Phan Thiên, cậu Phan, cậu có ổn không, có đau lắm không? Dì Tô, hắn thật thô lỗ, tay tôi sắp bị bẻ gãy rồi. Mặc dù trong lòng họ Phan rất ghét Uy Long, nhưng anh ta không thể đánh lại, và lại anh ta vẫn đang ở trong nhà của Uy Long. Hắn ta vốn đi lính nhiều năm, có chút bạo lực, cậu không biết điều đó cũng phải. Tô Ánh Tuyết an ủi. Nhược Mai làm sao có thể hạnh phúc nổi khi đi theo một kẻ vũ phu như vậy? Với tiềm lực của gia đình tôi, nếu Nhược Mai chịu kết hôn với tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến tập đoàn Digi hợp tác lại với Chu gia." Phan Thiên nói, "Tôi biết, tôi sẽ cố gắng thuyết phục con bé thêm, cậu cất chiếc nhẫn trước đi." Tô Ánh Tuyết nói trong khi nhặt chiếc nhẫn rơi xuống đất và trao nó cho Phan Thiên. Sau đó, phất lờ sự tồn tại của Uy Long, bà thuyết phục Chu Nhược Mai một cách tận tình, "Nhược Mai, vì sự ngu ngốc của Uy Long mà con đã bị bà nội trục xuất khỏi công ty nơi cống hiến suốt bao năm qua." nếu giờ con kết hôn với cậu phan mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp bà con sẽ cầu xin con quay trở lại uy long không thể nghe nổi nữa vì vậy anh lặng lẽ bước vào phòng và đóng cửa lại sau đó anh lấy điện thoại di động ra và bấm số điện thoại của ngô tường ninh ngô tường ninh thấy cuộc gọi của chủ tịch thì vội vàng trả lời xin chào chủ tịch hãy ngừng hợp tác với tất cả người trong phan ra ngay lập tức uy long nói ngô tường ninh hơi ngạc nhiên và không thể không hỏi chủ tịch tại sao chúng ta phải ngừng hợp tác với Phan Gia? Bởi vì Phan Thiên của gia tộc đó đã xúc phạm tôi. Uy Long nói, Ngô Tường Ninh toát mồ hôi, sao anh ta lại trẻ con quá vậy? Mới vừa nãy đã đình chỉ mọi sự hợp tác với Chu Gia và Trần Gia, bây giờ lại đến Phan Gia. Nếu điều này tiếp diễn, tập đoàn DG sẽ chẳng còn hợp tác với ai được nữa. Thật ra, có nhiều dự án của chúng ta đã được bàn giao cho Phan Gia. Nếu chúng ta ngừng hợp tác sẽ có tổn thất nhất định, tổn thất này cũng khá lớn đấy thưa ngài chủ tịch. Ngô Tường Ninh giải thích, hy vọng Huy Long có thể bình tĩnh lại mà suy nghĩ chín chắn hơn. Cô là tổng giám đốc của tập đoàn DG, cô biết phải xử lý mọi việc một cách hợp lý. Vì lợi ích của công ty, cô không đồng ý việc gián đoạn hợp tác nào nữa. Cho dù có mất bao nhiêu, chỉ cần làm những gì tôi nói, đây là mệnh lệnh. Uy Long nói bằng giọng điệu tức tối. Tiền chỉ là một chuỗi số đối với một người như anh ta, anh ta thực sự không quan tâm. Hơn nữa, nếu việc hợp tác này bị đình chỉ, Chu Nhược Mai được quyền quản lý các dự án, sẽ có nhiều dự án có thể được phân bổ cho cô hơn. Được rồi, tôi sẽ làm như lời ngài nói, Ngô Tường Ninh không dám làm trái lệnh của Uy Long, chỉ đành chấp thuận. Còn nữa, hãy nhớ nói với Phan gia rằng việc chấm dứt hợp tác là vì Phan Thiên đã xúc phạm ai đó. Uy Long nói và lập tức cúp máy. Được rồi, Ngô Tường Ninh thở dài, bây giờ cô chỉ hy vọng rằng vợ của Uy Long, Chu Nhược Mai có thể trở thành chủ tịch sớm hơn một chút, bởi vì cô đã phát hiện ra rằng Huy Long thực sự không phù hợp để kinh doanh. Bên ngoài phòng khách, khi Phan Thiên đang chuẩn bị cầu hôn Chu Nhược Mai một lần nữa, điện thoại anh ta bỗng reo lên, người gọi chính là ông nội anh ta Phan Huy Minh. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Phan Thiên hỏi. Thằng đần này, mày đã xúc phạm ai bên ngoài? Ông Phan giận dữ hỏi. Phan Thiên chưa bao giờ phải nghe ông nội trách mắng mình và nói một cách đau khổ, cháu không xúc phạm ai cả. Chuyện gì xảy ra thế? Ta vừa nhận được một cuộc gọi từ tổng giám đốc Ngô của tập đoàn Digi, nói rằng chủ tịch mới của tập đoàn đã yêu cầu đình chỉ mọi hợp tác với Phan gia chúng ta, tất cả chỉ vì mày đã xúc phạm người nào đó, ông Phan giận dữ nói. Cái gì? Tập đoàn Digi thực sự đã dừng hợp tác với gia đình chúng ta? Ông ơi, cháu thực sự không xúc phạm ai cả, bây giờ cháu còn đang cầu hôn Chu Nhược Mai ở nhà cô ấy mà, Phan Thiên nói mà mồ hôi chảy ra đầm đìa. Về phía Tô Ánh Tuyết và Chu Nhược Mai, họ cũng rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Họ không ngờ rằng tập đoàn DG cũng ngừng hợp tác với Phan Gia. Đầu tiên, Chu Gia và Trần Gia bị chấm dứt hợp tác, và bây giờ đến Phan Gia bị đưa vào danh sách này, vì con cái của những gia đình này đã xúc phạm một người. Người này rốt cuộc là ai? Cầu hôn cái gì nữa? Mau chóng quay về cho ta, lần này để đình chỉ hợp tác, Phan Gia ta sẽ mất ít nhất 50 ngàn. Tỷ đồng, ông Phan tức giận. Được rồi, được rồi, cháu sẽ về sớm. Phan Thiên Kinh Hoàng và Xanh Sao, 50 tỷ rõ ràng không phải là một khoản tiền nhỏ. Sau khi cúp điện thoại, Phan Thiên run rẩy nói, xin lỗi, bây giờ tôi phải quay về nhà trước. Được rồi, cậu Phan, đợi đến ngày 26, cậu hãy đến nhà tôi cầu hôn Nhược Mai vậy. Đến hôm đó, Nhược Mai nhà tôi chắc chắn đã ly hôn với gã chồng vô dụng kia, cậu chỉ cần kết hôn với con bé. Tô Ánh Tuyết nói xong cũng mau chóng rời đi. Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện sau." Phan Thiên nói. Tô Ánh Tuyết không muốn ở lại nên đã về cùng Phan Thiên. Chu Nhược Mai cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rồi gõ cửa phòng Uy Long. Cô hiếm khi vào phòng của chồng mình, cô và Uy Long chỉ vợ chồng trên danh nghĩa, họ sẽ không vào phòng nhau mà không được phép. Uy Long nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở ra, "Anh thấy rồi đấy, là mẹ tôi đã đưa Phan Thiên đến. Không liên quan gì đến tôi." Chu Nhược Mai cảm thấy chuyện vừa nãy quá thiếu tôn trọng với Uy Long và cố gắng giải thích. Ừm, um, tôi hiểu mà, em không cần phải giải thích điều đó. Uy Long không mong Chu Nhược Mai sẽ chủ động giải thích điều này với mình. Tin tức về việc anh định tổ chức đám cưới cho tôi đã lan quá rộng rồi. Anh đang tự làm khó chính mình, tự đi vào ngõ cụt đó. Nếu anh không làm được, cho dù tôi không muốn ly gì anh, mẹ tôi và mọi người trong Chu gia cũng sẽ ép chúng ta phải ly hôn đấy. Bây giờ anh có thể tự mình làm điều đó, vì anh sắp hết thời gian rồi." Chu Nhược Mai tức giận nói, "Nhược Mai, em phải tin tôi, vào ngày 26, tôi sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn." Uy Long có vẻ rất nghiêm túc. "Hôm nay, khi Tân chủ tịch của tập đoàn DG vừa nhậm chức, ông ta đã liên tiếp đình chỉ hợp tác với hai nhà họ Trần và họ Chu chúng ta. Bây giờ ông ta cũng đã đình chỉ hợp tác với cả Phan gia chỉ vì ai đó trong gia đình họ xúc phạm một người." vậy người này rốt cuộc là ai là ai mà lại có hậu thuẫn lớn vậy chu nhược mai có vẻ không quan tâm nhiều đến đám cưới nhưng lại rất tò mò về điều này người mà họ xúc phạm là tôi uy long nói thẳng thừng trương người một bất ngờ là anh ư chu nhược mai tròn mắt kinh ngạc phải em không nhận ra à khi phan thiên cầu hôn em tôi đã rất tức giận uy long nói dĩ nhiên là tôi biết anh ta đã xúc phạm anh nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc đình chỉ hợp tác với tập đoàn DG, Chu Nhược Mai nói. Thật ra, tôi là chính chủ tịch mới của tập đoàn DG. Uy Long nói đầy nghiêm túc. Anh đang đùa cái gì vậy? Anh đã diễn trò hề soái tướng gì đó tối qua, hôm nay anh lại nói anh là chủ tịch của tập đoàn DG ư? Không dóc tổ một chút thì anh không chịu được à? Đừng nói những chuyện vô nghĩa này nữa. Tất nhiên, Chu Nhược Mai sẽ không tin điều này là sự thật đây chỉ đơn giản là một trò đùa mà anh tưởng tượng ra uy long không nói nên lời phụ nữ vẫn luôn như vậy họ dễ dàng tin những lời nói dối và bịa đặt nhưng lại rất khó tin vào sự thật trước mắt tuy nhiên uy long cũng hy vọng là chu nhược mai sẽ không tin điều đó nếu không khi cô ấy biết được sự thật anh sẽ lại tự trách mình vì đã lừa dối cô cứ tiếp tục giữ im lặng như vậy cô ấy sẽ không phải đau lòng không nói chuyện này nữa khi nãy trong lúc đi dạo tôi đã nghe được một tin nóng hổi uy long nói tin gì chu nhược mai hỏi tập đoàn dg đã bãi nhiệm giám đốc bộ phận phát triển dự án và hiện họ đang tuyển dụng giám đốc mới cho bộ phận đó chẳng phải em đang tìm việc sao có lẽ đây là cơ hội của em đấy em thử ứng tuyển xem uy long nói tôi cũng mới nghe về việc này nhưng nếu tập đoàn dg đã công khai tuyển dụng giám đốc bộ phận phát triển dự án chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tài năng muốn có được vị trí đó Cuộc cạnh tranh này sẽ rất khốc liệt, tôi không tự tin về điều này." Chu Nhược Mai nói, "Không sao đâu, đừng quên, em đã từng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và lại còn có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong công ty của Chu gia. Sao lại phải lo lắng chứ? Nếu em không thử, làm sao em biết có cơ hội hay không?" Uy Long khuyến khích. Vậy mới nói, một tập đoàn lớn như DG, vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án bỏ trống như thế, biết bao người đang nhìn chằm chằm vào nó. Họ còn ưu tú hơn tôi cả trăm lần. Chu Nhược Mai vẫn không tự tin lắm, thực ra, tôi có biết chủ tịch mới của tập đoàn DG và tôi cũng đã gặp anh ấy. Uy Long thấy rằng Chu Nhược Mai không đủ can đảm, vì vậy anh phải cố tình tìm ra lý do này để dỗ cô đi. Cái gì? Tất cả mọi người ở thành phố Quốc Hòa đều không biết ai là tân chủ tịch của tập đoàn DG. Làm sao anh lại biết? Chu Nhược Mai ngạc nhiên, bởi vì anh ấy là đồng đội cũ của tôi. Trước đây chúng tôi có quen nhau khi đi nghĩa vụ quân sự, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử." Uy Long nói, anh ta có thể mua cả tập đoàn DG với một núi tiền, anh lại có thể quen với một nhân vật tầm cỡ như thế ư? Chu Nhược Mai càng ngạc nhiên tột độ. "Phải, biết làm sao được chứ? Anh ấy có nền tảng gia đình tốt, là thế hệ thứ hai của một gia tộc vô cùng giàu có. Khi anh ấy giải ngũ, liền lập tức được thừa hưởng hàng trăm nghìn tỷ tài sản. Hơn nữa, anh ấy rất khiêm tốn." vậy nên anh ấy không muốn mọi người biết danh tính của mình uy long nói tôi thực sự có thể tin những gì anh nói sao chu nhược mai vẫn có vẻ hoài nghi cô không dám tin rằng uy long lại có một người bạn như vậy tin hay không thì em cứ thử đi dù sao cũng đâu mất gì uy long nói được rồi tôi sẽ thử nếu anh dám nói dối tôi thì tôi nhất định giết chết anh chu nhược mai phụng phịu cô tin là uy long chắc chắn không có ý làm khó cô nên quyết định thử một lần xem sao bây giờ đã gần trưa, mọi người cũng chuẩn bị nghỉ trưa rồi. Chúng ta cùng ăn trưa đã, buổi chiều hãy tới đó. Uy Long nói, được rồi, anh nấu ăn nhanh lên, Chu Nhược Mai nói. Chu ra tổ chức một cuộc họp gia đình, mọi người đều thở dài. Tất cả là vì bản hợp đồng khó khăn lắm mới ký được ngày hôm qua, đến hôm nay thì tập đoàn DG đã đình chỉ hợp tác. Đối mặt với biến cố lớn như vậy, quả thực cảm giác như đang rơi từ trên đám mây xuống vực sâu, thật sự rất khó chịu. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được? Hợp đồng rõ ràng đã được ký, vậy mà mới đó đã bị hủy, trời đất ơi. Tân chủ tịch của tập đoàn Digi này là ai? Tại sao hắn lại đình chỉ hợp tác với chúng ta ngay khi vừa nhậm chức? Hắn có thủ oán gì với nhà ta sao? Tôi nghe nói Trần Túc Bình, giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn Digi đã bị cách chức vì ông ta đã ký hợp đồng với chu gia chúng ta. Chuyện quái gì đang xảy ra thế không biết. Lý do sa thải Trần Túc Bình chủ yếu là vì cháu trai của ông ta Trần An Khang đã động chạm ai đó. Chẳng liên quan gì đến Chu gia cả, chúng ta chỉ gặp xui xẻo thôi. Phan gia cũng đã bị đình chỉ hợp tác, nghe nói vẫn là lý do cậu chủ Phan đã xúc phạm ai đó. Người này là ai mới được, người mà họ xúc phạm rất có thể chính là tân chủ tịch của DG hoặc bạn bè người thân của anh ta. Rất nhiều người suy đoán, phân tích và bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Đến nước này mọi người có thở dài thì cũng vô ích thôi tôi nghe nói rằng tập đoàn digi đang tuyển dụng giám đốc mới bộ phận phát triển dự án chỉ cần một người trong chu gia chúng ta có thể ứng tuyển vào vị trí này về sau chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề dự án nữa bà nói đúng nhà chúng ta có rất nhiều người ưu tú tất cả nên đến tập đoàn đó để thử sức chu lệ ngọc nói nói đúng lắm tôi cũng sẽ đi xem sao chu hoàng lâm nói được rồi Tôi rất tự tin về năng lực con cháu của mình. Miễn là ai đó của họ Chu có thể thâm nhập vào tập đoàn DG, dù là ai cũng đều là anh hùng của Chu gia. Chúng ta có thể trở thành một gia tộc danh giá hay không phụ thuộc vào người đó, bà Chu nói. Cùng lúc đó, Trần gia và Phan gia cũng đang tổ chức các cuộc họp gia đình khẩn cấp để nghiên cứu các biện pháp đối phó với tình hình không mấy khả quan này. Vì Trần An Khang đã động chạm phải nhân vật bí ẩn, khiến cho người chú Trần Túc Bình của anh đã bị cách chức dẫn đến việc chấm dứt hợp tác với tập đoàn DG. Trong cuộc họp gia đình, những người lớn đã dùng lời lẽ thậm tệ nhất mắng nhiếc anh một cách không thương tiếc. Còn bản thân An Khang lại cảm thấy rất bất công, có khổ không nói được, anh cho rằng mình không hề xúc phạm ai ngoại trừ gây hấn với Uy Long. Phan Thiên cũng cùng hoàn cảnh với Trần An Khang, bị mắng nhiếc trong cuộc họp gia đình chỉ vì họ đã xúc phạm một người bí ẩn nào đó, khiến cả gia đình mất hơn 50.000 tỷ đồng. Cuối cùng, giống như Chu Gia, Trần gia và Phan gia cũng quyết tâm cử người ưu tú nhất của gia tộc để ứng tuyển vào vị trí quản lý bộ phận phát triển dự án tập đoàn DG. Vào buổi chiều hôm đó, Chu Nhược Mai đã cùng Uy Long chuẩn bị một bản hồ sơ lý lịch nộp vào tập đoàn DG. Khi họ đăng nhập vào trang web tuyển dụng của tập đoàn DG, đã có rất nhiều người tham gia. Rất nhiều người ưu tú đang nhắm vào vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án. Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm cũng nằm trong số đó nhìn thấy quá nhiều đối thủ cạnh tranh, người nào cũng giỏi giang, Chu Nhược Mai cảm giác có chút lo lắng. Thật sự rất khó để trở nên nổi bật giữa quá nhiều nhân tài như vậy. Nếu ngài chủ tịch là đồng đội cũ của anh, anh ta sẽ chiếu cố cho tôi chứ? Chu Nhược Mai hỏi Uy Long với vẻ mặt đầy lo lắng. Thư giãn đi, chúng tôi đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, tôi đã nói rồi, em không cần quá lo về chuyện này. Uy Long tự tin nói, thấy Uy Long rất tự tin, Chu Nhược Mai tin anh lần nữa. Trong buổi tuyển dụng, tổng giám đốc Ngô Tường Ninh của tập đoàn Niji đã đích thân tham gia cuộc phỏng vấn. Vị Huy Long đã ấn định rằng chỉ có thể tuyển dụng Chu Nhược Mai và cô phải giữ bí mật về việc này. Số lượng người ứng tuyển rất đông, Ngô Tường Ninh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với tất cả những ứng viên khác, cô lập tức gạch bỏ thẳng tay ngay khi nhìn thấy hồ sơ của họ. Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm cũng bị Ngô Tường Ninh từ chối thẳng thừng. Buổi tuyển dụng mới qua được gần một nửa thời gian, Ngô Tường Ninh đang đợi Chu Nhược Mai cô thật muốn gọi trực tiếp cho cô chu nhược mai khi hai anh em chu lệ ngọc và chu hoàng lâm đi ra họ gặp chu nhược mai ui chao chị cũng đến nộp hồ sơ đấy à tôi khuyên chị nên rời đi ngay khi họ thấy chị đến từ chu ra họ sẽ đuổi cổ chị đi chu hoàng lâm nói đừng cố gắng đe dọa tinh thần cô ấy tôi đã tiên liệu từ trước khi đến đây rồi chị gái của hai người nhất định sẽ được nhận công việc này uy long giả đò bấm bấm những ngón tay nói thôi đi tôi không tin là anh có thể tiên liệu được bất cứ việc gì chu lệ ngọc nói một cách cay đắng khi uy long bấm ngón tay vào sáng nay chú của trần an khang thực sự đã bị sa thải khi chị gái của cô trở thành giám đốc bộ phận phát triển dự án tập đoàn này hãy nhớ những gì mà cô đã nói tối qua đừng có đến để cầu xin cô ấy đấy nhé nhược mai lương thiện còn có thể tha thứ cho các người với tôi thì đừng hòng uy long nói hư chỉ có con chó mới phải cầu xin chị ta hai người thật quá kiêu ngạo chị ấy thậm chí còn chưa tham gia phỏng vấn chu lệ ngọc hằn học đủ rồi miệng lưỡi cũng sắc bén lắm cứ chống mắt lên chờ xem uy long nói cùng nụ cười nhếch mép một lúc sau cuối cùng cũng đến lượt chu nhược mai phỏng vấn chu nhược mai bước vào căn phòng với một chút khó chịu lòng bồn chồn lo lắng cô cảm thấy tim mình cứ đập liên hồi vì chu nhược mai là đệ nhất mỹ nhân thành phố quốc hòa không khó để ngô tường ninh trong nháy mắt có thể nhận ra cô giữa đám đông sau khi nhìn lại tên trong bản lý lịch một lần nữa, Ngô Tường Ninh nói, "Cô Chu, cô rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, tôi quyết định chấp nhận đơn ứng tuyển của cô. Nếu không có vấn đề gì, hãy điền vào mẫu đơn này, sau đó cô sẽ chính thức trở thành giám đốc bộ phận phát triển dự án của tập đoàn DG." "Như vậy là tôi thực sự đã được nhận ư?" Chu Nhược Mai không thể tin vào tai mình, giám đốc Ngô đã quyết định nhận cô, việc này có phải quá dễ dàng rồi hay không? Cảm giác giống như vừa trúng số vậy. Xem ra tân chủ tịch của tập đoàn Digi thực sự là người quen của Uy Long, có vẻ họ đã có thỏa thuận từ trước. Chương 12 tên khốn. Nhưng tôi tự hỏi không biết tại sao tôi lại được nhận dễ dàng như vậy. Chu Nhược Mai vẫn chưa hết bàng hoàng, Ngô tường Ninh nghĩ thầm rằng nếu cô cho Chu Nhược Mai biết rằng chồng cô ấy chính là chủ tịch của tập đoàn Digi, liệu cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Được rồi, tôi sẽ điền vào mẫu công việc này ngay lập tức. Chu Nhược Mai hào hứng nói. Sau khi Chu Nhược Mai điền vào mẫu đơn, Ngô Tường Ninh nói, chúc mừng cô Chu đã chính thức trở thành thành viên của tập đoàn DG. Bắt đầu từ ngày mai cô có thể đến làm việc, cảm ơn giám đốc Ngô. Chu Nhược Mai không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cô quá vui mừng như muốn vỡ hòa. Có vẻ như mối quan hệ giữa Uy Long và chủ tịch tập đoàn này thực sự rất tốt. Cô Chu không cần phải khách sáo như vậy, tập đoàn DG có thể tuyển dụng được những ưu tú như cô mới thực may mắn tương lai tập đoàn chắc chắn sẽ còn lớn mạnh hơn. Dù gì Chu Nhược Mai cũng sẽ là chủ tịch của tập đoàn DG. Tất nhiên, Ngô Tường Ninh phải thật tử tế và lịch sự với cô ấy. Cô Ngô Tường Ninh đây đã đề cao tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình. Chu Nhược Mai có một chút xấu hổ khi được Tổng Giám đốc của tập đoàn khen ngợi. Trước mắt, cô sẽ chịu trách nhiệm phát triển dự án của tập đoàn chúng ta, cô sẽ tự quyết định đối tác của tập đoàn nhưng chủ tịch đã lưu ý rằng anh ấy không muốn hợp tác với nhà họ Chu. Nếu cô muốn hợp tác với họ, cô cần phải được sự đồng ý của chủ tịch. Ngô Tường Ninh phân trần, tôi hiểu rồi, Chu Nhược Mai tự hỏi tại sao vị chủ tịch này lại không muốn hợp tác với Chu gia. Anh ta có thủ oán gì với Chu gia ư? Hay vì anh ta muốn trả đũa giúp Huy Long? Dù sao, trong 3 năm qua, Chu gia đã luôn chèn ép Chu Nhược Mai, thậm chí cô còn bị trục xuất khỏi gia tộc thực lòng cô cũng không muốn hợp tác với họ. Nếu chủ tịch đã yêu cầu cô không được hợp tác với Chu gia, điều đó với cô không thành vấn đề. Nếu cô không còn thắc mắc gì nữa, hãy về nhà trước và đến làm việc vào 8 giờ sáng mai. Ngô Tường Ninh nói. Vâng, vậy tôi xin phép về trước, tạm biệt. Chu Nhược Mai nói xong và vui vẻ đi ra ngoài. Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm vẫn còn đang ở bên ngoài tòa nhà tập đoàn, nhìn thấy Chu Nhược Mai bước ra như một kẻ mộng du, bọn họ ra vẻ rất khinh thường chẳng phải tôi đã nói rồi sao họ sẽ không thuê bất cứ ai của chu ra đâu đúng là tự làm mình phải mất mặt chu hoàng lâm nói uy long khi nãy tôi còn tưởng rằng anh sẽ tiên liệu đúng một lần nữa hai đáng tiếc làm sao lần này anh tính toán sai rồi còn vọng tưởng tới chuyện chúng tôi cầu xin anh hứ mau tỉnh lại đi chu lệ ngọc cười khinh khỉnh sau đó bọn họ quay ngoắt lên xe rời đi uy long thấy chu nhược mai như bị mất hồn anh cau mày chẳng lẽ ngô tường ninh lại chống đối anh và tuyển dụng người khác nhược mai chuyện thế nào rồi em không được nhận à uy long gặng hỏi tôi đã được nhận hồ sơ rồi chu nhược mai dần dần bình tĩnh lại và nói một cách hào hứng vậy là em đã được nhận em vẫn còn chưa tin điều này là thật đúng không uy long không nói nên lời một lúc cảm giác này giống như trong mơ vậy nó không thể là thật được chu nhược mai nói tuyệt lắm giờ thì em đã được nhận vào đi gì rồi chúng ta đi về nhà và ăn mừng thôi uy long nói ngày mai tôi có thể đi làm ngay anh biết chứ chu nhược mai nói trong khi đi bộ cùng uy long ra nơi đậu xe chuyện này hẳn sẽ khiến trên dưới chu gia ja bất ngờ lắm đây giờ thì họ đã biết họ sai lầm như thế nào rồi em đã bị đuổi khỏi công ty của chu gia ja và hôm nay em lại có được một công việc tốt hơn cả trăm lần uy long cười có vẻ như anh có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch nhỉ chu nhược mai nói tất nhiên tôi đã từng cứu mạng anh ấy kia mà uy long nói hai người đều là bạn nhưng tại sao trong khi anh ta tốt bụng và giỏi giang còn anh lại vô dụng như vậy chu nhược mai nói ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép uy long im lặng nghĩ về điều đó một lúc và nói anh ta được sinh ra trong một gia đình bề thế và giàu có sở hữu hàng nghìn tỷ đô la từ việc thừa kế làm sao tôi có thể so sánh với anh ta dù sao tôi hy vọng anh cũng có thể thay đổi tôi không yêu cầu anh phải giàu có tôi chỉ hy vọng anh có thể sống can đảm như một người lính biết chịu trách nhiệm của một người đàn ông và làm việc thật chăm chỉ chu nhược mai nói được thôi sau đám cưới tôi sẽ bắt đầu làm việc uy long nói sau đám cưới anh sẽ đi về phía tây lãnh đạo hàng ngàn binh sĩ để đánh bại quân địch đó là nhiệm vụ bảo vệ đất nước bảo vệ quốc gia dân tộc vậy thì tốt thực sự tôi không quan tâm nhiều đến đám cưới chỉ cần làm cho xong là được đã mất mặt quá nhiều rồi Thể diện với tôi giờ không còn quan trọng nữa." Chu Nhược Mai nói. Uy Long nghe những lời này, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng cũng vô cùng cảm động. Cảm giác tội lỗi là vì anh đã từ bỏ nhiệm vụ của một chiến thần bình dương suốt 3 năm qua, khiến Chu Nhược Mai hiểu lầm và nhận nhiều sự coi thường. Còn cảm động là vì Chu Nhược Mai thực sự thông cảm với anh, tuy biết rằng anh không có tiền, cũng không cần đám cưới phải hoành tráng. Uy Long không muốn nói nhiều hơn về đám cưới, dù sao anh đã quyết định dành cho Chu Nhược Mai một bất ngờ vào ngày 26 để bù đắp cho những bất công mà cô phải chịu đựng suốt 3 năm qua. Có lẽ vì được nhận vào làm giám đốc phát triển dự án của tập đoàn DG, Chu Nhược Mai có tâm trạng đặc biệt tốt, cô đã đưa Huy Long đi tới trung tâm thương mại mua sắm và mua cho chồng mình hai bộ đồ mới. Tuy Thiên Thành đã đưa cho Huy Long một thẻ rồng tối cao có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào, nhưng Huy Long vẫn chưa muốn sử dụng thẻ này ngay. Vì vậy, Chu Nhược Mai vẫn là người chi trả các hóa đơn. Sáng nay, Nguyễn Tú Hằng có bảo tôi đến bữa tiệc họp mặt vài người bạn cùng lớp tối nay, anh đi cùng tôi nhé." Chu Nhược Mai nói quả quyết, cảm giác như tâm trạng của cô rất tốt. "Tại sao lại muốn tôi đến bữa tiệc này cùng em?" Uy Long hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng Chu Nhược Mai lại muốn đi cùng mình, "Em không sợ sẽ xấu hổ vì tôi sao?" "Tôi chỉ muốn giúp anh mở rộng quan hệ với mọi người, biết đâu lại có cô gái xinh đẹp nào đó yêu anh." như vậy ít ra tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm chu nhược mai lần đầu tiên nói đùa với uy long ánh mắt tinh nghịch phụng phịu uy long nói những buổi tụ tập như thế chủ yếu là những dịp để người ta khoe khoang này nọ tôi không thích chuyện đó lắm anh đang từ chối tôi đúng không chu nhược mai đột nhiên nổi giận không tôi không có ý đó vợ tôi là đệ nhất mỹ nhân cái đất quốc hòa này tôi đâu thể để em ra ngoài một mình lại còn trong một buổi tiệc xa hoa như thế Dĩ nhiên tôi phải kè kè bên cạnh em rồi." Uy Long vì muốn thuận lòng Nhược Mai nên cũng miễn cưỡng đồng ý. "Thật ra, tôi cũng không muốn tham dự những bữa tiệc kiểu này, nhưng Tú Hằng nằng nặc muốn tôi đi cùng cô ấy." "Tôi đành phải đồng ý." Nhược Mai nói. "Tôi biết em và Nguyễn Tú Hằng là chị em tốt, nếu cô ấy đã muốn đi, hãy đi cùng cô ấy." Uy Long nói, Nguyễn Tú Hằng vẫn thường xuyên đến thăm Chu Nhược Mai, Uy Long có ấn tượng tốt về cô. Vào khoảng 4 giờ chiều, một tin tức cực sốc khác xuất hiện và nhanh chóng lan truyền khắp quốc hòa. Một người bí ẩn đã âm thầm trả trước 2 tỷ tiền đặt cọc, yêu cầu bao chọn khách sạn Thiên Long cao cấp cùng toàn bộ các dịch vụ sang trọng bậc nhất ở thành phố. Đúng vậy, bao chọn toàn bộ khách sạn Thiên Long, thời gian đặt phòng chính xác là ngày 26 tháng này. Bao chọn toàn bộ khách sạn Thiên Long, người này đúng là tâm thần phân liệt rồi. Chu Nhược Mai nói sau khi biết tin, phải, có đến hàng chục tầng trong khách sạn Thiên Long bao toàn bộ thật quá lãng phí, người này rõ là thần trí điên loạn, Uy Long cũng làm bộ ngạc nhiên, không cần phải hỏi Uy Long cũng biết rằng chắc chắn Thiên Thành đã làm điều đó. Khách sạn Thiên Long được bao chọn chỉ để tổ chức một đám cưới hoành tráng cho anh và Nhược Mai. Tuy nhiên, không cần phải thừa nhận vội, mà tại sao lại có thể trùng hợp đến mức việc đặt phòng được thực hiện vào ngày 26? Người này định làm gì vào ngày 26 chứ? Chu Nhược Mai nói, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ có lẽ nó cũng được sử dụng để tổ chức đám cưới. Uy Long nói, nghe đến đây, Chu Nhược Mai bất giác nghĩ đến hôm kỷ niệm ngày cưới của mình, cảm giác não nề ập đến. Cô giận dữ nói, cái tên khốn nào lại chọn tổ chức đám cưới vào ngày 26 nữa vậy? Có cần làm đến mức ấy không? Đúng là khiến người ta tức điên mà. Uy Long toát mồ hôi nhìn vợ mình, chẳng phải cô ấy đang mắng anh là thằng khốn sao? Uy Long cũng không muốn Chu Nhược Mai biết nhiều hơn về vấn đề này. Mọi thứ sẽ được công bố vào ngày 26, còn bây giờ, anh vẫn sẽ giữ im lặng. Tối hôm đó, Chu Nhược Mai cùng Uy Long ra ngoài để tham dự bữa tiệc của một người bạn cùng lớp. Chương 13 Ngượng ngùng. Cùng Uy Long đi dự tiệc, dĩ nhiên Chu Nhược Mai muốn anh làm tài xế. Uy Long lái chiếc Audi của Chu Nhược Mai đi đón Nguyễn Tú Hằng trước. Tú Hằng là bạn thân nhất của Nhược Mai, cô là một tiểu thuyết gia online khá nổi tiếng, cô ấy viết tiểu thuyết toàn thời gian và không đi làm bên ngoài. Nguyễn Tú Hằng chủ yếu viết tiểu thuyết ngôn tình, thu nhập của cô ấy không tệ, khoảng 15 đến 20 triệu mỗi tháng. Mức cao nhất thậm chí có thể lên tới 30 triệu. Tú Hằng lên xe, khi thấy Huy Long ở vị trí lái xe thì giật mình ngơ ngác. "Tú Hằng, cậu sao vậy?" Trông cậu có vẻ ngạc nhiên, Chu Nhược Mai hỏi. "Nhược Mai, cậu định đưa Uy Long đến bữa tiệc à?" Nguyễn Tú Hằng vẫn chưa hết kinh ngạc. "Phải, có vấn đề gì không? Tớ không được phép đưa chồng đến bữa tiệc à?" chu nhược mai hỏi lại tất nhiên là được mọi người cũng đưa người thân của họ đến chỉ là tớ thấy hơi bất ngờ không phải lúc nào cậu cũng xấu hổ về anh ta và giấu nhẹm anh ta ở trong nhà sao sao bỗng dưng hôm nay lại cùng anh ta ra ngoài vậy nguyễn tú hằng nói bây giờ tớ đã nghĩ khác về anh ấy rồi đừng quan tâm nữa chu nhược mai nói chà đúng vậy nhỉ có vẻ uy long này rất giỏi ở những khía cạnh khác tú hằng nói ý cậu là sao khía cạnh khác nào, Chu Nhược Mai thật lòng muốn nghe cách cô bạn thân đánh giá về chồng mình. Trước hết, anh ta đẹp trai và cao giáo, body trông cũng ổn phết. Rồi thử nhìn vào đôi mắt u sầu của anh ta xem, có cảm giác nó đang che giấu điều gì đó. Nguyễn Tú Hằng nói, cô vốn là tiểu thuyết gia nên có một trí tưởng tượng đặc biệt phong phú. Cô thường tưởng tượng rằng những người xung quanh mình là những nhân vật bí ẩn và tầm cỡ. Uy Long nghe Nguyễn Tú Hằng nói điều này thì đột nhiên đổ mồ hôi, dường như tất cả mọi điều về anh đều bị cô nhìn ra tuy nhiên đây cũng là lý do khiến uy long thích nguyễn tú hằng vì cô không bao giờ coi thường anh như những người khác nghe bạn mình nói điều này chu nhược mai bỗng cảm thấy ở uy long thực sự có một chút tốt tuy nhiên cô chắc chắn không dễ dàng thừa nhận cậu có thể thấy gì chứ ai mà cậu chẳng nhận xét là có khí chất phương giả thôi cho tớ xin đi đó là vì cậu chẳng bao giờ chú ý nếu tớ cũng có một người chồng đẹp trai như vậy tớ sẽ chỉ giữ dịt anh ấy ở nhà để ngắm thôi. Tú Hằng nói, được thôi, nếu cậu đã thích anh ta như vậy, tớ cũng sắp ly hôn với anh ta rồi, cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Chu Nhược Mai giận dỗi nói, hả, cậu thực sự định ly hôn sao? Nguyễn Tú Hằng ngạc nhiên hỏi, không phải tớ muốn ly hôn với anh ta, nhưng anh ta đã cá cược với cả gia đình tớ rằng sẽ sắp xếp lại một đám cưới hoành tráng cho tớ vào 26 tháng này. Nếu không làm được, chúng tớ sẽ ly dị tớ có thể làm gì đây? Nhược Mai nói giọng dầu dĩ. À, tớ nhớ ra rồi, chuyện này đã được lan truyền khắp thành phố. Sau đó, Nguyễn Tú Hằng lại hỏi Uy Long một lần nữa. Uy Long, có thật là anh sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho Nhược Mai không? Dĩ nhiên, Uy Long nói. Anh còn nói rằng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn Chu Lệ Ngọc 100 lần, bộ anh định tổ chức ở khách sạn Thiên Long sao? Tú Hằng nói một cách đáng kinh ngạc, Uy Long lại đổ mồ hôi, im lặng không biết nói gì. Chu Nhược Mai cũng toát mồ hôi, đây là điều mà cô thậm chí không dám nghĩ tới. Nguyễn Tú Hằng này thực sự là người có tầm nhìn, cô nghĩ gì vậy, một người như tôi mà có thể bao chọn toàn bộ khách sạn Thiên Long. Uy Long cố gắng lảng đi câu hỏi của Tú Hằng, thay vào đó hỏi lại cô. Tôi không nghĩ thế, điều đó hoàn toàn bất khả thi, nhưng chẳng phải quá trùng hợp sao. Anh nói rằng sẽ tổ chức đám cưới cho Nhược Mai lớn gấp hàng trăm lần so với Chu Lệ Ngọc và ai đó đã đặt chọn khách sạn Thiên Long vào ngày 26. Rõ ràng chỉ có khách sạn Thiên Long mới đủ tầm cỡ để tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn 100 lần so với Chu Lệ Ngọc. Dĩ nhiên là tôi thấy nghi ngờ anh đã làm điều đó. Nguyễn Tú Hằng nói, "Được rồi, Tú Hằng, đừng nghĩ quá nhiều, điều đó là không thể. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, 26 là một ngày đẹp mà, thiếu gì sự kiện tổ chức vào ngày đó?" Chu Nhược Mai cười xòa và hoàn toàn không nghĩ Huy Long có thể làm được điều đó. Cha, hơi khó tin, nhưng dù sao đi nữa, nếu Huy Long tổ chức đám cưới cho cậu, mà cậu lại là bạn thân nhất của tớ, tớ sẽ làm phù dâu của cậu. Nguyễn Tú Hằng vui vẻ nói. Điều đó còn phụ thuộc vào việc anh ấy có thực sự tổ chức được đám cưới đó hay không? Chu Nhược Mai nói một cách ngán ngẩm. Không vấn đề gì, ngày 26, cô sẽ là phù dâu cho Nhược Mai. Huy Long nói. Được lắm, quân tử nhất ngôn, tôi hy vọng anh không để nhược mai của tôi phải xấu mặt lần nữa. Nguyễn Tú Hằng nói. Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn Tham. Tất cả mọi người đã ra trường được nhiều năm, rất nhiều người đã rời khỏi thành phố đi lập nghiệp xa xứ. Vì vậy buổi lễ hôm nay chỉ có khoảng hơn chục người. Họ đã đặt một phòng lớn tại khách sạn Tham, mọi người cũng nhau ngồi ăn vui vẻ. Khi Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và Uy Long đến, tất cả những người khác cũng đã đến đông đủ trước đây chu nhược mai là hoa khôi trường đại học và là người đẹp nhất ở quốc hòa dĩ nhiên các bạn cũ của cô đều biết cô đã lấy chồng mặc dù nhiều bạn cùng lớp của chu nhược mai chưa bao giờ gặp uy long nhưng vì sự nổi tiếng của chu nhược mai người chồng hờ vô dụng này của cô đã khiến tất cả những người bạn cùng lớp phát cáu đặc biệt là đám con trai hầu hết những người bạn cùng lớp đại học đều có trình độ tương đối họ sẽ không châm biếm chu nhược mai và uy long những nam sinh đã từng phải lòng chu nhược mai chỉ im lặng thở dài cảm thấy đây đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Còn những cô bạn gái khi biết rằng hoa khôi của trường đã kết hôn với một kẻ nghèo rất lại còn vô tích sự, họ càng cảm thấy rất hả hê trong lòng. Mặc dù hầu hết các bạn cùng lớp không ai mỉa mai, nhưng bất cứ nơi nào cũng tồn tại những kẻ kênh kiệu xấu tính. Lớp của Chu Nhược Mai cũng vậy, giống như khi chúng ta đến quán karaoke hay các bar club, luôn có những người làm công việc pha trò gọi là hoạt náo viên. Ở lớp của Nhược Mai, người này là Hoàng Minh Lý. Cô ta cảm thấy rằng nếu các bạn cùng lớp của mình vẫn cứ tiếp tục giả vờ thân thiện với Huy Long, mọi thứ sẽ trở nên chán chết. Vì vậy, sau vài lời giới thiệu, Hoàng Minh Lý nói với Huy Long, "Yo, xem ai này, chẳng phải là Huy Long nổi tiếng đây sao? Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh, hôm nay lại được gặp mặt như thế này, thực sự là bất ngờ lắm đó, trông anh thực sự là y hệt như lời đồn vậy." Mặc dù những lời của Minh Lý rất lịch sự, mọi người trong phòng đều nghe ra được sự mỉa mai trong chất giọng the thế của cô ta. Cô ta chỉ đang cố tình muốn nói đến sự bất tài vô dụng của Uy Long. Nghe những lời nói của Hoàng Minh Lý, khuôn mặt Chu Nhược Mai bỗng nhíu mày. Khi còn ở trường, Hoàng Minh Lý luôn bị hào quang của Chu Nhược Mai nhấn chìm. Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Một lúc sau, Minh Lý bắt đầu giới thiệu người đàn ông ngồi cạnh cô, đây là bạn trai tôi Cao Đông Minh, là chủ sở hữu một hộp đêm giải trí. Lời giới thiệu của Minh Lý không làm các bạn cùng lớp ngạc nhiên, họ chỉ gật đầu lịch sự. Những sinh viên này có quan điểm và thành tích của riêng họ, một số thậm chí có công ty riêng của họ, nhưng họ tương đối khiêm tốn. Chủ sở hữu của một câu lạc bộ giải trí thực sự không phải là một nhân vật đáng để họ quan tâm. Tất cả họ đều biết rằng Hoàng Minh Lý luôn có mâu thuẫn với Chu Nhược Mai từ hồi còn học đại học và cô ta chỉ muốn khoe bạn trai để chọc tức Chu Nhược Mai. Về tiền bạc, chồng của Chu Nhược Mai không mạnh bằng bạn trai của Minh Lý, nhưng Chu Nhược Mai có gia thế hiển hách hơn. Một công ty Chu gia cũng mạnh hơn một ngàn câu lạc bộ giải trí. Vế so sánh này quả thực có chút khập khiếng. Mặc dù Chu gia không phải là gia tộc mạnh nhất đất quốc hòa mà chỉ là một gia đình hạng hai, nhưng sự hậu thuẫn này vẫn vững chắc hơn tất cả mọi người ở đây. Hoàng Minh Lý thậm chí còn chẳng ý thức được điều đó. Đúng là không biết xấu hổ lời giới thiệu của hoàng minh lý về bạn trai cô ta không gây ra nhiều phản ứng cô ta tỏ vẻ không vui sau nhiều năm gặp lại khi mà chu nhược mai đã bị rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo đến thế nhưng rốt cuộc hoàng minh lý vẫn không thể hơn nhược mai chút nào cô ả à cảm thấy rất khó chịu vì vậy cô ta lại nói bạn trai của tôi còn sở hữu rất nhiều súng ống sau này nếu ai đó bị bắt nạt mọi người có thể liên hệ với tôi nghe hoàng minh lý nói vậy nhiều người toát mồ hôi lạnh nếu có thể sở hữu nhiều vũ khí như vậy anh ta chắc hẳn phải là một nhân vật có máu mặt trong giang hồ các cựu sinh viên lúc này mới bắt đầu liếc nhìn cao đông minh và nhận ra anh ta có vóc người khá cao to cơ bắp gân guốc với một sợi dây chuyền vàng lớn quanh cổ và vài hình xăm mở sau chiếc áo hơi mở hẳn rồi anh ta nhất định là tay chơi trong giang hồ hung dữ và xấu xa không nên dây vào thật bất ngờ hoàng minh lý lại quen một người bạn trai như vậy nhiều người bắt đầu run sợ vì không ai muốn xúc phạm một người như vậy hoàng minh lý dính đến loại người này làm gì vậy một số người thậm chí bắt đầu hối hận khi đến bữa tiệc họp lớp này tuy nhiên trong lúc này họ không dám đi ngay lập tức vì sợ rằng sẽ xúc phạm cao đông minh họ chỉ có thể tâng bốc vài lời không ngờ ngài cao cũng có mặt ở đây đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt ngài quả thực có khí chất phi thường minh lý bạn trai của cậu thật đáng nể vừa giàu có vừa mạnh mẽ xin hai người sau này có thể chiếu cố nhiều hơn đến chúng tôi. Minh Lý à, nếu sau này chúng tôi gặp rắc rối, chúng tôi chắc chắn sẽ cần nhờ tới sự giúp đỡ của cậu, lúc đó hy vọng cậu nể mặt một chút. Ban đầu nó là nơi tụ tập của những người bạn cũ, nhưng vì sự xuất hiện của Cao Đông Minh, bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạt đến kỳ lạ. Hoàng Minh Lý rất thích cảm giác được nịnh hót này, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của Cao Đông Minh đã quét qua và dừng lại ở nhược mai. Chu Nhược Mai nhận ra ánh mắt khó hiểu của Cao Đông Minh, đột nhiên nổi hết da gà, cảm thấy khó chịu như đang ngồi trên thảm kim. Chương 14 mâu thuẫn. Trong mắt Cao Đông Minh, Chu Nhược Mai hơn Hoàng Minh Lý mọi mặt bất kể ngoại hình hay khí chất. Ngay cả Nguyễn Tú Hằng bên cạnh Chu Nhược Mai cũng xinh đẹp hơn Hoàng Minh Lý kia. Uy Long chợt bắt gặp ánh mắt bất mãn của Cao Đông Minh đang nhìn mình. Mọi người không cần phải khách sáo, không cần phải quá sợ tôi, nhìn vậy thôi chứ tôi thực sự rất dễ gần sau này nếu ai cần tôi giúp đỡ chuyện gì cứ việc tới hộp đêm tìm tôi mọi người cũng có thể đến đó vui chơi thoải mái tôi sẽ miễn phí họ cao cười nói muốn có được một người phụ nữ xinh đẹp không hề dễ dàng tao đông minh cũng hiểu sự thật này để giành được sự chú ý của chu nhược mai trước hết anh ta cần phải cư xử lịch sự và hào phóng anh thật tốt bụng chúng tôi nhất định sẽ đến quán bar của anh để uống rượu và giải khuây Tất cả bọn họ đều sợ mất mật nhưng không ai dám tỏ thái độ, từng người một đều giả vờ đáp lễ. Tất nhiên họ sẽ không bao giờ đến những nơi xa đọa như thế. Đối phó với Cao Đông Minh xong, các cựu sinh viên khác đều lần lượt trò chuyện với Chu Nhược Mai. Nhược Mai, đã lâu không gặp, cậu lại xinh đẹp hơn trước đây rồi. Nhược Mai, cậu vẫn luôn là nữ thần trong trái tim tôi đấy. Cậu không biết tôi đã đau lòng thế nào khi biết cậu kết hôn đâu. Tất cả đó đều là những lời chân thành của các cậu nam sinh, tất nhiên Uy Long không cảm thấy phiền hà gì. Vợ anh quá xinh đẹp và quá nổi tiếng, việc ai đó khen cô ấy là chuyện bình thường. Hoàng Minh Lý, người vừa mới gây được sự chú ý của mọi người, giờ chỉ thấy rất tất cả đang vây quanh Chu Nhược Mai, trong lòng cô ta thực sự rất khó chịu. "Nhược Mai, chồng cậu làm nghề gì?" Hoàng Minh Lý cố tình chen vào. "Anh ấy không đi làm." Chu Nhược Mai bối rối một lúc rồi nói nhỏ nhẹ cô ta có cần hỏi một câu riêng tư như vậy không? Ơ kìa, chẳng lẽ lại giống như lời đồn đại, chồng cậu là một kẻ bất tài vô tích sự sao? Hoàng Minh Lý cười khinh bỉ. Thấy Hoàng Minh Lý cứ nhằm vào Chu Nhược Mai mãi, Nguyễn Tú Hằng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa và gắt gỏng. Nhược Mai đủ khả năng lo kinh tế và hỗ trợ chồng mình, không giống như một số người chỉ biết dựa vào đàn ông. Chính cô là người đã kéo Chu Nhược Mai đến bữa tiệc. Nên tất nhiên, khi thấy Chu Nhược Mai bị chế giễu, tú hằng sẽ bảo vệ cô ấy tú hằng cô nói ai phụ thuộc vào đàn ông nói rõ ra xem nào minh lý không ngờ nguyễn tú hằng dám nói điều đó cô ta lập tức nổi giận sao hả tôi đâu có nói cô cô làm gì phải khó chịu như vậy chẳng lẽ chúng tim đen rồi sao tú hằng nói mặc dù bạn trai của hoàng minh lý rất đáng sợ nhưng ở một nơi có an ninh tốt và nhiều người như vậy tú hằng không việc gì phải e sợ anh ta hoàng minh lý tức giận đùng đùng khuôn mặt đỏ cả lên. Nhưng cô ả à không thể làm gì Tú Hằng giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như thế này được, vì vậy chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Còn Cao Đông Minh kể từ khi nhìn thấy Chu Nhược Mai, anh ta đã không thèm chú ý tới Hoàng Minh Lý nữa. Các món ăn lần lượt được mang ra và sau khi nốc ba ly rượu, Cao Đông Minh mới bắt đầu lộ diện. "Cô Chu nổi tiếng là người đẹp nhất quốc hòa, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay không ngờ còn có cơ hội ăn tối với cô. Thật là may mắn." Tôi chúc cô một ly." Cao Đông Minh vừa nói vừa đưa một ly rượu cho Chu Nhược Mai. Khuôn mặt Hoàng Minh Lý tối sầm trở lại, bạn trai của cô thậm chí còn dám tán tỉnh Chu Nhược Mai nữ nhân mà cô ghét nhất ngay trước mặt cô ta. Cô ta đã từng thua Chu Nhược Mai, đến giờ cũng vẫn thua dù Nhược Mai đã có chồng. Khi Nhược Mai thấy thái độ kém nhã nhận của Cao Đông Minh, cô đã rất bối rối. Cô chưa bao giờ thích uống loại rượu mạnh này, nhưng nếu cô từ chối hắn ta, cô sợ sẽ làm hắn ta mất mặt xin lỗi tôi không thích uống rượu sau khi do dự một lúc chu nhược mai cuối cùng vẫn chọn từ chối cô chu không nể mặt tôi sao cao đông minh tắt nụ cười trên mặt và nói gầm gừ tôi chu nhược mai sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó của cao đông minh cô chu cao đông minh này dù sao cũng là ông chủ của hộp đêm lớn quốc hòa có cả trăm người dưới trướng như vậy vẫn chưa xứng để uống với cô sao cao đông minh dường như đang mỉm cười đe dọa vợ tôi đã nói cô ấy không thích uống rượu anh không hiểu tiếng người à lúc này uy long mới lên tiếng cao đông minh kia dám ép vợ anh uống rượu với hắn sao đúng là không biết quý trọng sinh mạng là gì uy long dứt lời tất cả mọi người đều im lặng sững sờ không ai dám nghĩ một kẻ vô dụng nổi tiếng lại dám nói chuyện bằng thái độ sắc sược như vậy với cao đông minh chu nhược mai cũng không thể ngờ người chồng yếu đuối của mình lại dám đứng ra bảo vệ cô có điều những gì anh vừa nói thật quá kiêu ngạo. Khuôn mặt của Cao Đông Minh đột nhiên tối sầm lại và lạnh lùng nói, "Vậy anh có muốn uống ly rượu này thay cho vợ anh không?" Tất nhiên, từ lâu họ Cao đã nghe về sự ngu ngốc vô dụng của Uy Long, vì vậy anh ta không cần phải tôn trọng Uy Long. "Muốn uống với tôi ư? Anh không đủ tư cách." Uy Long lạnh lùng đáp, "Anh là ai mà phải uống với những loại người này? Thật nực cười." Tất cả mọi người đều hoảng hốt kinh hãi không dám tin vào tai mình một kẻ như Uy Long lại dám nói rằng Cao Đông Minh không đủ tư cách uống cùng. Điên thật rồi, thật quá kiêu ngạo. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú hằng tròn mắt nhìn Uy Long, tự hỏi từ khi nào kẻ vô dụng yếu ớt này lại trở nên mạnh mẽ như vậy, có phải anh ta uống say quá nên thần trí điên đảo rồi không? Anh, anh được lắm, Cao Đông Minh nghiến răng nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, và mọi người dường như nghe thấy âm thanh của trái tim mình đang đập liên hồi, tất cả đều tưởng tượng ra cái viễn cảnh máu chảy đầu rơi sắp xảy đến. Chương 15 hèn nhát. Thấy bầu không khí đầy mùi chết chóc, Chu Nhược Mai vội đón lấy ly rượu và nói với Cao Đông Minh, "Ông Cao, chồng tôi không biết nói chuyện. Tôi sẽ uống ly này với ông." Cao Đông Minh thấy Chu Nhược Mai tỏ ra nghe lời thì cuối cùng cũng có chút hài lòng trên khuôn mặt hắn ta, bèn nói, "Tốt lắm. Uống đi, để tôi uống trước." Nói xong, Cao Đông Minh ngửa cổ lên và nốc hết rượu trong ly. Ngay khi Chu Nhược Mai cau mày lại và định uống ly rượu, Uy Long giật lấy ly của vợ mình và nói, "Đừng uống nếu em không muốn. Có tôi ở đây, không ai có thể ép em uống." Kể từ khi Chu Nhược Mai xuất hiện ở đây, ánh mắt của Cao Đông Minh cứ nhắm vào cô, Uy Long đã không thể chịu đựng được. Thấy Uy Long dám ngăn Chu Nhược Mai lại, Cao Đông Minh lập tức cau mày, một ánh mắt giết người lóe lên. "Đừng nhiều lời, ở đây không có chỗ cho anh đâu." Chu Nhược Mai thấy đôi mắt của Cao Đông Minh trừng lên như sắp giết người thì vội vàng biện hộ giúp chồng. Cô Chu, chồng cô không biết cách nói chuyện tử tế. Một người như anh ta sẽ sớm gặp Thị Phi thôi. Họ Cao bực bội nói, khi tôi về nhà, nhất định sẽ quản thúc anh ta thật tốt. Ông Cao là người rộng lượng, xin hãy bỏ qua cho anh ấy. Chu Nhược Mai không muốn Huy Long có chuyện, nên chỉ đành có thể nói như vậy. Ở phía tây thành phố, anh Cao chính là người có sức ảnh hưởng nhất một người dám vênh váo với anh ấy vài ngày trước đã bị đánh gãy chân hoàng minh lý bắt đầu tự mãn trở lại đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói khi tôi mới tới đây còn có một tá anh em quỳ sụp dưới mặt đất để chào đón cao đông minh bắt đầu khoe khoang về quá khứ huy hoàng của mình thậm chí khoe cả việc giết người chồng tôi rất mạnh và có tiếng tăm trong giang hồ tôi thực sự yêu anh ấy hoàng minh lý vừa nói vừa nhìn cao đông minh với sự ngưỡng mộ Mặc dù đó chỉ là mối quan hệ giữa không có tên, nhưng từ lâu cô đã gọi Cao Đông Minh là chồng. Cả hai tiếp tục ngồi thao thao bất tuyệt khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy phát ốm. Cuộc họp lớp ban đầu giờ đây đã biến thành chương trình phim kinh dị đêm khuya. Tất cả những người ở đó đều đã được giáo dục kỹ lưỡng tại trường đại học. Họ không thích nghe những vụ giết chóc này, chỉ có Minh Lý, một cô gái kém thông minh, khi còn ở trường chỉ quan tâm nhan sắc thay vì sách vở, mới có hứng thú với mấy câu chuyện máu me kia. Sau bao nhiêu năm, cô ta chẳng những không thay đổi gì, mà còn trở nên ngu ngốc hơn. Khi Cao Đông Minh và Hoàng Minh Lý vẫn đang mải mê kể câu chuyện của mình, họ chợt nhận ra chẳng có ai thực sự thích thú mà chỉ đang gắng gượng lắng nghe một cách ngán ngầm, cả hai bỗng cảm thấy thật xấu hổ. Điều đáng xấu hổ nhất là khoe khoang đến cùng mà vẫn chẳng ai quan tâm. Một lúc sau, khi đã ngà ngà say, Cao Đông Minh không có việc gì để giải khuây, vì vậy anh ta đã lại gần Chu Nhược Mai, nói với giọng cợt nhả, cô Chu, nể mặt cô, tôi sẽ không bắn chồng cô. Tuy nhiên, tôi đã uống ly rượu đó, nhưng cô thì chưa uống đâu. Không hề gì, tôi sẽ uống nó. Chu Nhược Mai muốn bình tĩnh lại và uống ly rượu. Kia, em không cần phải sợ hắn ta như vậy. Không phải tôi khoe khoang, nhưng nếu tôi mà gặp hắn ta trước đó, với cái thái độ cái cớm như thế, thì hẳn giờ cỏ trên mộ hắn ta đã cao đến 3 mét rồi. Uy Long nghiêm túc nói, Chu Nhược Mai toát cả mồ hôi, đây không phải là khoe khoang thì là gì trong thoáng chốc chu nhược mai còn tưởng rằng uy long đã biết rằng anh ta sẽ sớm phải ly hôn vì không có tiền cho đám cưới nên đã túng quá làm liều cao đông minh nghiến răng nhìn chằm chằm vào uy long khuôn mặt trông rất đáng sợ hắn chỉ muốn ngay lập tức đập uy long thành từng mảnh đây là lần đầu tiên anh ta bị coi thường như vậy kể từ khi đến thành phố này bầu không khí trở nên căng thẳng chỉ vì những lời nói của uy long cuộc xung đột đang ngày càng trở nên nặng nề hơn trong sự tĩnh lặng của gian phòng bầu không khí trở nên thật một ngạt ai nấy đều nín thở không biết chuyện gì sẽ xảy ra anh cao nhược mai không thể uống với anh hãy để tôi uống thay cô ấy tôi sẽ uống với anh nhược mai không thể uống được rượu từ khi cô ấy học đại học cô ấy thực sự không thể mà chúng tôi có thể làm chứng về điều này chồng cô ấy là một người thô lỗ anh ấy không hiểu lễ nghĩa anh là một người rộng lượng nên đừng chấp nhận anh ta một vài cựu nam sinh tốt bụng thấy Cao Đông Minh như thể muốn ăn tươi nuốt sống uy long, nên đã dơ ly rượu của mình lên và nói vài lời dễ nghe với Cao Đông Minh, hy vọng mọi việc có thể ém xuống. Cao Đông Minh cảm thấy uy long quả quyết đến mức chính anh ta cũng trùn mà không muốn thách thức vĩnh thiên. Mặc dù Cao Đông Minh chắc chắn rằng mình sẽ không thua tên vô dụng kia, nhưng trước mặt cô Chu, hắn ta không muốn mình trở thành người thô lỗ. Vì vậy, hắn tạm thời nuốt cục tức này xuống. Nhưng họ Cao vẫn không muốn để Uy Long đi dễ dàng, anh ta muốn thể hiện cho Chu Nhược Mai thấy sức mạnh của mình. Phụ nữ đều thích những người đàn ông giàu có và quyền lực, Hoàng Minh Lý chính là ví dụ điển hình. Cao Đông Minh tin rằng Chu Nhược Mai cũng sẽ như thế. Vì vậy, sau khi uống vài ly rượu với mọi người trong buổi họp, Cao Đông Minh đi vào WC rồi sau đó rời đi mà không rõ lý do, Hoàng Minh Lý cũng theo sau. Chồng con nhỏ Chu Nhược Mai ấy chẳng nể mặt anh chút nào, hắn ta chẳng coi anh ra gì anh nên dạy dỗ bọn chúng, cho chúng biết thế nào là lễ độ. Nếu không bọn họ sẽ không coi anh ra gì. Hoàng Minh Lý không muốn để yên cho vợ chồng Nhược Mai, nên bắt đầu kích bác Cao Đông Minh. Tất nhiên anh sẽ dạy chúng một bài học, em không cần nói nhiều vậy đâu. Cao Đông Minh bực mình nói. Được, Chu Nhược Mai đó chỉ thích giả vờ thanh cao, tốt hơn hết là để ai đó hủy hoại cô ta, để xem cô ta còn có thể ra vẻ được nữa không. Minh Lý lúc nãy đã thấy Cao Đông Minh bị Chu Nhược Mai quyến rũ, trong lòng ghen tức không nguôi. Được rồi, anh biết, Cao Đông Minh nói xong và bắt đầu rút điện thoại gọi vài tên đàn em tới. Minh Lý cũng ra ngoài, nhân cơ hội đi vệ sinh. Trong phòng tiệc, chồng của Nhược Mai rất thiếu tôn trọng Cao Đông Minh, họ Cao đó sẽ không ra ngoài gọi đồng bọn đấy chứ, một cựu sinh lo lắng nói. Có thể lắm, một người hung dữ như Cao Đông Minh, bị khinh thường như thế chắc chắn sẽ không chịu yên. Có chúa mới biết anh ta sẽ gậy ra việc gì một người khác nói, nhược mai, mau đưa chồng cậu về đi, Cao Đông Minh đang gọi đàn em đến đó. Phải, nhanh đi đi, nếu không thì sẽ muộn mất. Hoàng Minh Lý này cũng thật là, tại sao cô ta lại đưa những người như vậy đến bữa tiệc? Các cựu sinh viên đang cố gắng thuyết phục Chu Nhược Mai đưa Uy Long trở về, Nguyễn Tú Hằng cũng vậy. Tiểu thư của tôi ơi, nhanh lên đi về theo tớ. Tớ thực sự hối hận khi mời cậu đến đây chu nhược mai cũng nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề và muốn cùng uy long đi về nhưng uy long cứ ngồi đó kiên định như núi thái sơn và nói đó không phải là phong cách của tôi tôi sẽ không bỏ chạy đâu anh bị làm sao vậy hả anh không sợ chết sao chu nhược mai tức giận nói đừng quên tôi đã từng là quân nhân trong nhiều năm nếu hắn ta dám gọi cho đồng bọn cứ để họ đến và tôi sẽ giải quyết gọn một lượt uy long nói Cao Đông Minh giờ đây đã bắt đầu thèm muốn Chu Nhược Mai, Uy Long phải hoàn toàn dập tắt mơ tưởng hão huyền đó của hắn ta. Sắp tới Uy Long sẽ đi xa để chiến đấu với kẻ thù trong một thời gian khá dài, anh sẽ không thể ở bên cạnh Chu Nhược Mai để bảo vệ cô ấy. Đối với một kẻ vô đạo đức như Cao Đông Minh, Uy Long nên giải quyết trước để đề phòng hậu họa. Không giải quyết hoàn toàn mầm họa này, anh không thể yên tâm rời khỏi quốc hòa. Anh sẽ chết nếu anh bớt ba hoa một chút à anh có biết cao đông minh đáng sợ thế nào không anh không sợ bị cắt chân và rạch miệng phải không chu nhược mai vừa nói vừa túm lấy áo uy long lay mạnh mắt rưng rưng như sắp khóc uy long anh phải nghe chúng tôi nếu muốn toàn thây mà ra khỏi đây anh không phải đối thủ của cao đông minh đâu nhanh lên và đưa nhược mai đi chúng tôi sẽ tìm cớ để giúp hai người trốn thoát phải đấy đối đầu với cao đông minh khác nào lấy trứng trọi đá bây giờ không phải lúc tỏ ra dũng cảm mạng sống mới là quan trọng nhất chẳng phải anh nổi tiếng vô dụng yếu đuối sao tại sao hôm nay anh lại lớn gan quá vậy dù sao anh cũng không thể chống lại hắn tại sao không tiếp tục làm một kẻ hèn nhát nữa đi các cựu sinh đều cuống quyết thuyết phục uy long uy long biết rằng tất cả họ đang lo lắng cho anh và an nguy của chính họ mặc họ nói rất khó nghe nhưng anh không trách họ cảm ơn lòng tốt của mọi người nhưng tôi thực sự không sợ anh ta bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi Tôi làm sao nỡ để vợ mình và các bạn gặp nguy hiểm chứ?" Uy Long nói và cười trấn an, nói xong, anh lấy điện thoại di động ra và lặng lẽ gửi tin nhắn cho Thiên Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 15.